Có nhiều vị Phật tử than rằng: tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được? Quý vị có nghe người ta than như vậy không? Đó là họ chưa biết tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho hay. Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu, còn ngồi ngoài chợ bán thì thôi khỏi có tu. Nhưng đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nghiệp ác là từ đâu? Từ hành động của thân, như thân mình làm điều gì thì lựa lành mình làm, giữ mình tránh. Đó là mình tu. Tôi thí dụ như mình là người buôn bán, mình bán hàng, cái món hàng mình để bên đây là đồ thiệt, bên kia là đồ giả. Bây giờ có người khách lại mua đồ thiệt, trả giá được rồi, người khách vừa xoay mặt đi chỗ khác, mình lấy đồ giả mình tráo qua, thì hành động đó thiện hay ác? Ừ, hành động đó là ác, có phải vậy không? Như vậy là không biết tu. Nếu có người hỏi mua đồ thiệt thì mình bán đồ thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác. Nếu quý vị ra ngoài đường thấy bà cụ già hơn mình, tay xách giỏ nặng quá, mình hỏi: thưa bà đi về đâu? Bà nói: tôi về con đường thẳng đó. Thấy về cùng con đường với mình xách giùm bà và tới chỗ giao lại cho bà rồi mình đi, không cần ơn nghĩa gì hết. Hành động đó là thiện hay ác? Đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Cái việc đó quý vị nghĩ là ai cũng làm được phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được như vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Giả sử ngồi bán hàng, quý vị bán món hàng đó đáng là 1.000 đồng, có người khách lại hỏi mua, quý vị nói khách là 1.200 đồng. Khi nói là 1.200 đồng, nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 đồng bán là vừa. Nhưng họ không trả giá 1.000 đồng, mà trái lại họ chỉ trả có 300 đồng. Nghĩ có nổi giận không? Nếu khi đó quý vị là người bán hàng không biết tu thì sẽ làm sao? Nổi giận rồi la hét người ta, có phải vậy không? Mà la hét rồi thì cái miệng mình nói lời lành hay dữ? Lời dữ là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn trái lại, mình mà biết tu thì họ trả giá như vậy thì mình chỉ cười: chị trả chưa tới giá, bán không được, chị mua chỗ khác. Bởi vì người ta trả giá, chứ người ta đâu có lấy đồ mình mất đâu mà la. Hễ trả vừa giá thì bán, không vừa thì thôi. Mình bán không được thì của mình cũng còn nguyên đó, chứ có mất đi đâu. Như vậy quý vị thấy ngồi giữa chợ có tu không? Chính nơi đó mới thật là tu. Tu như vậy mới là tu chân chính. Chớ đi vô chùa lạy Phật cả chục lạy, Phật cũng không gật đầu. Giả sử mình có vô lễ, Phật cũng không lắc đầu. Phật làm thinh, không có khen mà cũng chẳng chê. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian, họ mới có khen, có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng, họ khen. Mình làm điều xấu thì họ giận, họ chê. Như vậy thì tu với chúng sanh, chứ đâu có tu với Phật. Mà Phật tử của mình bây giờ chỉ tu với Phật, chứ không có tu với chúng sanh. Nhiều khi đi chùa tụng kinh trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm. Nhưng ra đường rồi thì ai sao mình vậy, ăn thua đủ, không thua ai một lời nào hết. Như vậy là biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu. Bởi vì nếu biết tu là sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện. Những lời nói ác ngày xưa chưa biết thì mình có thể nói thành tội lỗi vì nói lời ác. Nhưng bây giờ thì biết rồi thì dè dặt từng một lời nói. Một lời nói thốt ra mình cân nhắc rõ ràng. Đáng nói lời lành, lời thiện mới dám nói, chứ không dám nói một lời ác. Như vậy quý vị thấy ra chợ mình cũng tu phải không? Rồi bây giờ về nhà có tu không? Gặp con chồng mà nói rầy gì đó, có nổi quạo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, về nhà gặp chồng con còn nói lời này lời nọ, liền nổi tức lên, thì lúc đó có tu không? À, lúc đó thì tha hồ muốn nói lời gì thì nói. Như vậy cho nên chồng con mới nói:
Tu gì? Tu hú chứ tu gì? Tu gì mà còn hung dữ quá? Đó là tại quý vị chưa biết tu, chứ về nhà với chồng con, với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa. Bởi vì ngoài chợ quý vị thấy tu, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà. Tu với người ở trong nhà dễ hay khó? Khó. Như vậy thì về nhà còn tu nhiều hơn nữa. Thay vì hồi xưa quý vị đi làm mệt, về con cái nó nói một lời không vừa ý mình thì mình la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm trái ý mình thì mình cũng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ, hòa nhã, từ từ. Đó là quý vị biết tu. Như vậy quý vị đi chùa về nói chuyện rất hiền hòa. Hồi xưa la hét, bây giờ hiền hòa, thì con cái nó khen hay chê? Ồ, má tôi hay quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ như vậy. Còn nếu đi chùa tụng kinh mà về nhà thì la hét, như vậy thì nó nói làm sao? Má không có tu gì hết. Quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh mới tu thì ít quá. Một ngày có 24 tiếng, mà mình ngủ hết 7-8 tiếng, còn bao nhiêu giờ còn lại mình phải tu luôn luôn, chứ đâu phải tới chùa tụng kinh một tiếng đó là tu. Còn ngoài ra thì tha hồ, 10 mấy tiếng đồng hồ tạo ác, rồi tu có 1 giờ thì làm sao gỡ cho kịp, làm sao chuộc cho hết. Bởi vậy tu là phải tu quanh năm mãn tháng, trọn ngày, chứ không phải chỉ có tu một lúc mà thôi. Mọi hành động của quý vị, hành động nào cũng phải chọn lựa. Hành động ác thì không làm, hành động thiện thì cố gắng làm. Đó mới chính là tu. Một lời nói dữ thì không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu thì dừng lại, đừng cho nó nghĩ. Ý nghĩ tốt thì tiếp tục nghĩ, cho nó phát triển, đó là tu. Như vậy quý vị có thấy lúc nào là lúc không tu không? Ngồi chơi, vừa khởi nghĩ giận ai đó thì bỏ liền, đó là xấu, không dám nghĩ phải không? Vừa khởi nghĩ biết đó là xấu, không dám nghĩ. Nghĩ đến việc người kia nghèo, tội nghiệp, họ đương khổ, mình nghĩ cách giúp họ thì cho nó nghĩ. Nghĩ như vậy đó là tu. Quý vị thấy thân mình, miệng mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời phải không? Nếu ai động tới mình làm hung dữ với người ta, đó là mình chọn đường nào? Có ai nói rằng tôi đi chùa để sau này tôi chết xuống địa ngục không? Chắc là không có. Ai cũng muốn mình đi chùa để sau này mình chết, mình được lên cõi người, cõi trời phải không? Còn cao hơn nữa là về cực lạc hay nhập niết bàn, chứ không ai muốn trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp lành là quải người, quải trời và các quải trên nữa. Như vậy chúng ta tu là chọn lấy nghiệp lành mà tu phải không? Còn cái nào ác chúng ta phải tránh, phải chừa. Như vậy thì quý vị thì lúc nào cũng tu. Ở chợ thì quý vị tu với người mua bán ngoài chợ, về nhà thì tu với mọi người trong gia đình. Chờ trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ có tu với Phật, tu với chùa. Nhiều khi quý vị Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, nên bỏ cả công ăn việc làm để đi chùa. Sau khi đi chùa về, ở nhà thấy công việc bị bối, bị người ta la rầy, thì mình nói làm sao? Tôi tu mà bị nghiệp nó khảo quá phải không? Tu bị nghiệp nó khảo, khảo gì đâu, tại vì mình tu không đúng. Công việc ở nhà thì cứ việc ở nhà làm, chừng nào rảnh thì mới đi chùa. Phật đâu có bắt buộc mình, chỉ cần là làm sao chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, đó là then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa, thì tu đó là bị người ta kêu ngạo làm sao? Nghĩa là tất cả người đời chỉ nhìn thấy người tu, như chẳng hạn thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà thì cứ là oai oải trong nhà hoài. Họ không chịu nổi, rồi họ nói làm sao?
nhiều cách họ nói lắm. Nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, vân vân. Cái đó là do Phật tử không biết tu mà bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu là sửa cho cái nghiệp của mình, từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác thành cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào đó thân không dám ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà sinh chuyện rầy rà phải không? Mà nếu trong gia đình cả ngày không thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Đó mới chính là nguồn hạnh phúc phải không? Rồi ra ngoài xã hội, cả ngày mình không dám nói một lời nói nặng ai, cả ngày mình không dám nghĩ xấu ai, thì tự nhiên mình được vui, mọi người được an vui. Như vậy, trong gia đình thì hòa nhã an vui, ngoài xã hội thì cũng đều an vui. Tu như vậy mới thật là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem lại hạnh phúc cho thế gian nữa. Như vậy mới thật là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu đó thì ham tu, mà về nhà thì rầy rà om sòm phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ mà không hiền với con cháu, có phải vậy không? Có nhiều khi con cháu làm trái ý gì thì la mắng đủ chuyện, cho nên rồi cũng bị người ta phê phán ở chỗ đó. Cũng như bên Nhật có bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, cầm chuỗi niệm hoài. Nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm thì niệm, dừng niệm lại thì rầy la con cháu om sòm. Thằng con thấy vậy nó buồn mới nói: má à, má niệm Phật thì má niệm Phật đi, tại sao má cứ rầy ra hoài thì nó sao lãng, thì làm sao Phật chứng cho má? Bà mới nói: khi nào tao niệm Phật thì cái tiếng tao niệm Phật thông cảm cho tao, còn khi nào tao rầy tụi bay biết cho tao. Bà chia làm hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, có phần rầy thì dành cho con cháu. Như vậy thì quý vị thấy tu chia làm hai phần, phân nửa tu với Phật, phân nửa giữ thì cho gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải vậy không? Tu như vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu. Tu tức là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong một bài kinh có một người ngoại đạo đến hỏi Phật: thưa ngài Cổ Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra có kẻ nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Vậy cái gì định đặt ra có người giàu sang sung sướng, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70 đến 80 tuổi, có người chết yểu, có người nghèo đói, người dư dả, có người thông minh, có người ngu tối. Tại sao vậy? Cái gì định đặt ra? Nghe xong Đức Phật trả lời: tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau, đó là do từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp định ra có người có ưu có liệt. Người đó lại hỏi: nghiệp gì khiến cho người đó sống lâu, nghiệp gì khiến cho người kia chết yểu? Phật dạy: những người không sát hại chúng sanh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dài. Còn những người nào hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó khiến họ bị chết yểu. Đó, quý vị thấy rõ không? Cái nghiệp đó có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình hay cứu người ta thì mình được sống dài. Vậy bây giờ sống được 80 đến 90 tuổi là do đời trước họ ít có giết hại ai, còn bây giờ mới mười mấy 20 tuổi mà chết, đó là vì nghiệp sát đời trước nó còn. Tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh, do cái nghiệp gì mà người đó bệnh tật? Phật trả lời: do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sanh,
nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi giúp đỡ người qua những cơn buồn khổ, cho nên bây giờ người ấy ít bệnh hoạn. Như vậy, ai làm khổ cho người ta nhiều thì bây giờ họ phải bệnh hoạn khổ đau. Ai làm cho người ta vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp tươi vui. Như vậy có công bằng không? Tại sao có người sanh ra cha mẹ họ lại giàu sang sung sướng? Họ vừa lọt lòng ra là đã sang cả rồi. Còn có người vừa mới sanh ra là đã nghèo đói đủ thứ khổ. Cái nghiệp gì vậy? Phật dạy, bởi vì đời trước họ biết làm lành, bố thí, biết giúp đỡ người nghèo đói, bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ được trong cảnh giàu sang sung sướng. Còn những người nào không biết giúp đỡ người mà lại còn gian tham rút tỉa của người, cho nên đời này họ phải sanh ra trong cảnh nghèo đói. Như vậy quý vị thấy, cái nghiệp của mình tạo ra đời trước thì bây giờ mình phải chịu. Còn nghiệp gì người đó sanh ra được thông minh, còn người kia lại ngu tội? Quý vị thấy, có người học ít hiểu nhiều, có người học hoài không biết, không nhớ gì hết là tại sao? Phật nói, tại vì người đó trước kia tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp. Do tìm hiểu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu tìm hiểu và nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy chúng ta nghiệm thi, tất cả cái quả mà chúng ta có dây gốc là từ cái nhân chúng ta gây thuở trước, chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Biết như thế rồi, chúng ta muốn ngày mai được cái gì thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành mai kia mình mới hưởng được. Còn mình không tạo để dành thì mai kia có đâu mà hưởng. Như vậy nếu chúng ta sanh ra trong cảnh nghèo đói thì có oán trách trời đất không? Có oán không? Không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo, không khéo bây giờ mình phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Vì chúng ta biết là cái nghiệp lành đời trước mình tạo, mà ngày xưa chúng ta biết tạo nghiệp lành thì bây giờ mới được hưởng quả lành. Nếu chúng ta mà tự cao ngã mạn thì làm cho cái nghiệp lành nó giảm bớt đi. Bởi vậy, cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp là chính mình làm chủ tạo, cho nên tu là quý vị phải biết nó rõ. Chúng ta là người tạo điều kiện cho chúng ta lâm vào chỗ xấu, chứ không ai khác, phải vậy không? Như vậy thì mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng, thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác như vậy, thì cái thân này hoại rồi, thì cái hành động nó cũng mất. Như vậy nghiệp nó còn hay mất? Đa số đều nghĩ rằng, bây giờ mình tạo, mà ngày kia thân này hoại rồi, chắc nghiệp nó mất. Nhưng sự thật nó không mất. Trong kinh Phật thường nói, nghiệp nó theo mình như hình với bóng vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Cho nên đời này đời sau nó có liên hệ tùy theo nghiệp của mỗi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị sẽ coi có đúng hay không. Thí dụ có người làm thầy giáo, có người là một nhà buôn bán lớn giàu có. Hai người đó có cái duyên phải đi qua một con sông lớn để dời chỗ ở. Khi đi, người giàu có xách 2-3 vali tiền, đủ đồ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. Khi đi qua giữa sông thì bất thần gặp sóng to làm chìm thuyền. Khi thuyền chìm thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Ông thầy giáo có cái cặp thì cũng mất. Ông nhà giàu thì quần áo tiền bạc cũng mất hết. Khi lên bờ, ông nhà giàu kia và ông thầy giáo cũng đều trắng tay, phải không? Nhưng mà
cái nghề thầy giáo có bị mất hay không? Tiền bạc ông nhà giàu nó mất, mà cái nghề thầy giáo nó không mất phải không? Nghề tức là nghiệp phải không? Cũng như quý vị thầy, qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này, tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy, nhà cửa sự nghiệp của mình bị lửa cháy thiêu rụi hết. Còn nếu mình làm nghề bác sĩ hay nghề gì đó, thì qua một cuộc biến cố rồi, của cải sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề có mất không? Như vậy để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất. Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp đó nó vẫn theo mình, nó không mất. Còn có mình thì nghiệp vẫn còn theo. Như vậy thì quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không mất, đời này đời sau nó luôn luôn theo mình. Như vậy thì của cải sự nghiệp thế gian này, nếu mà chúng ta có tạo nhiều thế nào đi nữa, khi tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? Nếu có, nhờ quý thầy dán nhà, dán cửa đốt theo, thì có đem theo được không? Vậy mà cũng có nhiều người cũng muốn sắm cái này, cái nọ đem theo, phải vậy không? Hoặc là con cái thương cha mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đặng đem theo. Như vậy thì quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được những cái đó hay không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều đốt đem theo có được không? Chắc là không được, phải vậy không? Vậy mà có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, mình chết rồi mình đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều, mình có hưởng được cái gì không? Còn cháu trên này nó sợ mình đói thiếu, cho nên mua giấy tiền vàng bạc về nó đốt, nó cầu nguyện cho mình nhận được để mình hưởng, nhưng mà mình có hưởng được không? Thì tôi mới nói rằng nếu con cháu mà bái tên của mình về đặng lãnh thì e rằng ở tù. Tại làm sao? Vì mang bạc giả xuống Diêm Vương chắc là ở tù phải không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy có ai mang bạc giả vào nước mình thì làm sao? Thì ở tù. Mình mà mang bạc giả xuống Diêm Vương thì cũng ở tù luôn, phải vậy không? Đó là nói tiền bạc. Rồi có người nói ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe hơi rồi đốt, đốt để cho thân nhân ở dưới lãnh về dưới xài. Như vậy có lãnh được không? Tôi nói rằng nếu ai mà sắm những thứ đó về dưới thì đó là cái hại cho thân nhân họ. Một là đốt đồ về dưới, rồi nếu họ nhận được thì bây giờ họ có ai muốn thân nhân của mình chết ở địa ngục hay không? Không muốn chứ gì. Không muốn mà đốt những đồ đó về dưới để cất nhà lầu rồi ở dưới địa ngục luôn, hết thoát được. Ở nhà lá không tiếc của, còn đi được. Còn nếu đốt nhà lầu xuống dưới, nếu họ nhận được, đó là muốn nhốt họ ở luôn xuống dưới địa ngục muôn đời phải không? Đó là một cái khổ. Còn cái khổ khác nữa, quý vị nghĩ ở trên này mà đốt nhà lầu, đốt xe cộ xuống dưới, mà ở dưới người ta đang ở trong địa ngục, thì có tội hay có phước? Có tội. Có tội thì ra tù lãnh xe lãnh nhà được không? Như trên thế gian này có người đang bị tội nhốt ở trong khám, mà bây giờ có người đem xe hơi tới rồi nói với lính gác để mời người đó ra ngồi xe đi chơi được không? Như vậy cũng không được. Nếu là có tội thực ở trong khám, đốt nhà xuống dưới cũng không hưởng được cái gì. Đó là giả sử không hưởng được. Còn nếu được đem xuống đó, cất nhà luôn ở dưới đó là nhốt họ ở dưới địa ngục rồi còn gì. Như vậy là trái đạo lý hết phải không? Huống chi là ở trên này dán rồi đốt xuống thì làm sao ở dưới kia hưởng được? Chuyện đó rất là vô lý phải không? Như vậy quý vị Phật tử thì chính nghiệp lành nghiệp dữ của mình mới dẫn mình đi. Còn tất cả cái gì mà người khác mà thương mình muốn giúp đỡ cho mình thì khó mà giúp được lắm. Mình làm thì mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy quý vị thì cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta,
thì chúng ta phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình. Đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ, người lỡ tạo nên nghiệp ác rồi, bây giờ giả sử có tu thì cái nghiệp đó nó có hết không? Bây giờ sẽ có một số người có những thắc mắc, không biết mình tạo nghiệp ác lỡ rồi, vì ngày xưa mình chưa biết đạo, bây giờ mình biết đạo mình tu thì không biết nghiệp ác nó có giảm hay không? Hoặc là trước kia mình tu, mình biết đạo mình tu mà lỡ có lúc mê lầm, mình tạo những điều ác, thì phước mà có lúc trước mình tu bây giờ có còn không? Như vậy, đó là cái mà quý vị đang có những thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật có nói như thế này. Phật dạy rằng cái nghiệp của chúng sanh đó, tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước, làm lành, mà bây giờ lỡ tạo nghiệp ác, thì cái nghiệp ác đó có thể nhẹ đi, giảm bớt đi. Còn người không biết làm phước lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. Trong kinh Phật nói ví dụ, cũng như đem một nắm muối bỏ vô tô nước, thì tô muối nước đó có uống được không? Nếu đem nắm muối này bỏ vô lưu nước thì quý vị có uống được không? Được. Thì nó cũng lờ lợ một chút, nhưng mà có thể xài được. Một nắm muối này mà để vô một hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị có uống được không? Được. Thì như vậy, cũng một nắm muối mà tùy lượng nước nhiều hay ít thì cái giá trị nó khác nhau. Như thế thì Phật cũng nói vậy. Người nào biết từ thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì cũng giống như một cái hồ nước vậy đó. Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ như một nắm muối để vô nó loãng đi cho. Còn người nào chỉ biết tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lu nước. Nắm muối đó đổ vô thì nó cũng lợt đi, có thể dùng được. Nếu người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp ác thì nó lãnh đủ, như là một tô nước đổ nắm muối vào vậy. Phật lại ví dụ cái khác, như cùng một việc ăn trộm dê. Một người dân thường lại nhà người ta ăn trộm dê, bị chủ nhà bắt được thì làm sao? Họ đánh đập và đưa đi tù nữa phải không? Rồi cũng việc đó, nhưng người đi ăn trộm là người ở nhà quan, họ lên đi ăn trộm dê. Khi chủ nhà bắt được, nhưng họ nói là tay chân của quan, thì liệu chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Có ở tù hay khỏi? Rồi cũng việc ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm dê của người đó. Khi người đó thấy có người đến bắt con dê của mình, thì người chủ hỏi ông là ai? Chủ lính đáp: tôi là lính của vua tới bắt con dê của ông. Thì người đó nói làm sao? Lúc đó ông chủ con dê phải lạy lục: xin ông đừng bắt con dê của tôi, tội nghiệp phải không? Thì như vậy trả đúng cái nghiệp của mình. Người biết tu hai phần, như hồi nãy tôi nói biết tu ba phần, thân, giới, tâm, thì nhẹ cũng như là người làm cho nhà quan mà đi trộm dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì cũng giống như chú lính của nhà vua mà đi bắt dê ở nhà người ta vậy. Như vậy quý vị mới thấy rằng nghiệp nó không có sai biệt, nhưng vì phước của con người nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên nhiều khi quý vị Phật tử nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông đó, ông làm ác quá, chưa bị tai nạn gì hết. Như vậy coi như là luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia họ không làm ác, mà nếu có thì cũng chút xíu thôi vậy, mà thấy nhân quả hiện tiền liền, có phải vậy không? Cũng như thấy có người hiền lành hết sức mà cứ thấy khổ hoài vậy. Còn có người thấy hiền một chút là thấy phước tới liền. Thì như vậy là tại sao?
Bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật cũng có dạy, nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành, làm nghiệp ác thì sẽ bị cái quả báo khổ. Nếu nói như vậy thì Phật sẽ chấp nhận. Nếu ai nói rằng làm nghiệp ác khi chết rồi sẽ đọa địa ngục liền, làm nghiệp thiện thì đời này sẽ sanh về cõi trời, thì điều đó Phật không chấp nhận. Nghe như vậy quý vị có thấy khó hiểu không? Tại sao nói làm nghiệp ác thì chịu quả báo ác thì Phật chịu, làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành thì Phật chịu, mà nói làm nghiệp ác chết sẽ sanh về địa ngục thì Phật không chịu, làm nghiệp lành chết sẽ sanh về cõi trời thì Phật không chịu? Là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp hai thứ nghiệp đó. Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ, nó dồn chứa. Ví dụ từ xưa đến giờ nó dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thần một lúc mê muội nào đó, ai xúi dục mình làm điều ác. Làm điều ác thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng cái nghiệp lành mình tích lũy còn nhiều, cho nên chưa có đọa địa ngục liền. Nếu nói rằng người đó chết đọa địa ngục liền là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy trước. Còn có người làm nghiệp ác mà phải đọa địa ngục liền, nhưng mà tới gần chết họ lại hướng về điều lành, gọi là cận tử nghiệp lành. Họ cứ nhớ điều lành, họ chỉ tưởng điều lành, thì khi đó cái cận tử nghiệp nó chuyển làm cho họ không bị đọa địa ngục. Như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng đến với cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cận, hãy nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục, đó là lời nói chưa chắc có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái, hoặc là họ có tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cận tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ đến chỗ khác. Còn người đó tuy thấy họ làm việc thiện, nhưng mà gần chết họ nổi sân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cận tử nghiệp ác, nó có thể đưa đến các đường xấu. Như vậy quý vị thấy chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu hồi lúc mình biết đạo tích lũy, chứa từ từ gọi là tích lũy nghiệp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng hồi đó tới giờ làm lành, rồi đến khi gần chết buông xuôi không thèm nghĩ. Ai làm cái gì tức thì mình la, mình hung dữ nữa, đó gọi là cận tử nghiệp ác. Vì vậy chúng ta cần phải dè dặt. Ngày xưa có ngài Mahanam, tức là người em có dòng họ Thích đối với Đức Phật. Thích Mahanam, ông tu bình thường. Tu bình thường là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai, vân vân đủ hết. Rồi khi đó, ông hỏi Đức Phật rằng, Bạch Thế Tôn, bình thường thì con tu như vậy, giả sử như khi nào đó con ra ngoài đường, gặp xe đụng chết, hoặc gặp những con voi, cọp dữ, nó rượt giết con, liền khi đó lúc con hoảng hốt. Bạch Thế Tôn, như vậy, lúc đó con chết, thân con về đâu? Đó, quý vị thấy thân về đâu? Đức Phật liền ví dụ như cái cây nó nghiêng như vậy. Ông cưa nó ngã xuống, nó nghiêng về đâu? Nếu nghiêng chiều nào mình cưa thì nó ngã xuống theo chiều đó. Thì cũng vậy, thường ông làm những điều lành điều tốt, giả sử trong khi ông sắp chết bị những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều, thì nó cũng muốn ông đi đường đó, chứ không sao mà sợ. Như vậy quý vị thì cái chủ yếu tu hành của chúng ta là làm sao mình tạo những nghiệp lành, chẳng những tạo trong lúc còn sống, mà còn trong lúc gần chết mình cũng nhớ hướng về lành, thì mới bảo đảm mình mới đi đến quả lành. Còn nếu bình thường mình tạo lành mà đến khi gần chết mình tạo dữ, thì nó chưa bảo đảm. Cũng như bình thường nếu mình lỡ dữ thì đến lúc gần chết cũng nên hướng về lành, thì nó cũng chuyển được phần nào. Nghiệp là cái không phải cố định mà luôn luôn chuyển biến.
Hiểu được như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tôi tu được, phải không? Hoặc là nói rằng tôi ỷ tôi tạo nghiệp lành, khỏi lo tôi cũng được về cõi lành, chưa chắc. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy nghiệp quan trọng rồi mình tu có hết nghiệp được không? Chỗ này tôi nói hơi xa một chút, bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư là Ngài Trường Sa Cảnh Sâm. Có một người học trò đến hỏi thế này. Học trò đó là thiền sư Hạo Nguyệt. Hỏi rằng, theo lời trong chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác, liễu tức nghiệp chướng bền lai không dị liêu ưng tu hoàng túc trai. Nói rằng, nếu mình liễu ngộ, thì nghiệp chướng xưa nay là không. Còn nếu mình không liễu ngộ, thì mình phải đền nợ trước. Ông Hạo Nguyệt mới hỏi Ngài Cảnh Sâm rằng, như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tâm chặt đầu? Tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết ở trong khám? Không liễu làm sao gọi là tổ? Ngài Trường Sa Cảnh Sâm đáp rằng, đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng, thì Ngài trả lời rằng bổn lai không. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người từ trước đến giờ chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo nghiệp ác, gây oán thù với người. Thí dụ như hồi trước mình làm cho họ khổ tâm, chửi mắng họ, bây giờ họ hận ở trong lòng. Hồi đó thế lực của họ yếu, không dám nói gì hoặc làm trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua mình quên đi, và đến giờ này mình thất thế. Trái lại thế lực của họ cao hơn mình, nên lúc gặp lại mình họ chửi mắng mình thậm tệ hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Thì quý vị có thấy nghiệp có mắt không? Nhưng bây giờ họ chửi lại mình, thì mình coi những lời chửi đó, những lời nói đó như gió ngoài tai. Họ chửi om sòm mà mình cười, mình không giận cái gì hết trơn. Như vậy có trả hay là không có trả? Quý vị trả lời thử coi. Như vậy trường hợp đó có trả nghiệp hay không? Mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình còn thậm tệ hơn trước nữa, tức là rõ ràng có trả rồi chứ gì. Nhưng ngày xưa mình chửi người ta giận, bây giờ người ta chửi lại mình cười trả lại ở chỗ nào? Quý vị mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật. Biết rằng nghiệp tạo thì không mất, phải không? Có tạo mà không mất, tức là tạo ra thì phải có trả. Nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết, phải không? Bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt, nên chấp những tiếng nói nặng, mình cho nó là làm khổ mình. Rồi bây giờ họ chửi mình, coi như họ nói với hư không vậy thôi. Qua rồi thôi, coi như không có dính cái gì hết, thì trả ở chỗ nào? Phải vậy không? Bởi vậy cho nên nhiều người cứ thắc mắc thế này. Họ nói giả sử mình tu thành Phật hay chứng A-la-hán rồi thì nghiệp còn trả nữa, thì tu làm gì? Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch, rồi còn bị cái thương nó đâm vô bàn chân. Thì như vậy thấy như Phật phải trả, phải không? Dưới con mắt mình thì thấy Ngài trả, còn dưới con mắt Phật Ngài có trả không? Thí dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói cái hạng tu cao, tu xoàn xoàn như tôi, mà giả sử có người nào ngày xưa do cái ân oán thuở đó mà không biết, bây giờ bất thần họ kêu tên tôi, họ chửi, quý vị tự nghĩ coi, có phải tôi nổi giận đùng đùng, tôi đòi ăn thua đủ với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Như vậy bỗng dưng họ đâu dám chửi tôi, mà họ chửi tôi thì họ cũng hận tôi từ hồi nào rồi, phải không? Hận tức là mình phải làm cái nghiệp gì đối với họ, nên bây giờ họ gặp mình họ mới chửi mình.
Họ chửi mình bây giờ, mình thấy cái lời nói, lời chửi nó không có thiệt thì thôi, để họ nói cho đã rồi thôi, phải vậy không? Bởi vậy cho nên trong kinh nói, tôi nhắc lại, có một lần Đức Phật đi khất thực trong một vùng nọ, mà vùng đó là vùng Bà La Môn đã được nghe giáo pháp của Ngài, nên họ phát tâm hướng về đạo. Có một ông thầy Bà La Môn kia, ông tức quá, thế nên một hôm Đức Phật đi khất thực ngang qua. Ông thầy Bà La Môn này cứ đi theo Phật, Phật đi trước, ông đi sau, cứ kêu tên Phật mà chửi hoài. Phật vừa đi, ông vừa chửi. Phật đi mãi và im lặng mà đi dài theo con đường một cách chậm rãi. Ông cứ đi theo sau lưng chửi hoài và chửi tới đầu đường. Ông tức quá vì không thấy Phật trả lời. Ông bèn chạy tới trước mặt Phật, chặn đường hỏi: Ngài Cô Đàm, Ngài có biết không? Phật nói: Không. Rồi hỏi tiếp: Ngài không biết, mà tại sao Ngài nghe tôi chửi mà Ngài không nói gì? Lúc đó Phật mới dừng lại và hỏi: Như ngày giỗ ở nhà của ông có mời bà con thân quyến lại ăn giỗ, vì quà bánh còn nhiều, ông đem tặng cho những người thân quyến. Ông đem tặng quà cho họ, mà có người họ không nhận, thì gói quà đó thuộc về ai? Lúc đó ông trả lời: Nếu họ không nhận thì gói quà đó thuộc về tôi chứ về ai? Phật nói: Cũng vậy, ông chửi người ta mà người ta không nhận thì ta đâu có dính gì đâu, phải không? Do đó quý vị mới thấy cái chửi là một nghiệp ác, nó trả lại cho mình. Nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải vậy không? Bởi vậy trong kinh Phật thường dạy, người ác mà mắng người lành cũng như ngửa mặt đến trời mà phun nước bọt, thì nước bọt có tới trời không? Nó không tới trời mà nó lại rơi xuống mặt mình, phải vậy không? Cũng vậy, chính không nhận thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mình mới trả, phải vậy không? Như vậy giờ quý vị Phật tử ở đây có trả hay không có trả? Nếu mà ai lỡ có gây nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ quý vị mới thấy trả hay không trả? Chắc trả, nhiều khi còn trả nặng hơn nữa, phải không? Ngày xưa mình mắng họ, họ giận chừng 2 ngày. Bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó là trả nặng hơn chứ gì. Bởi vì trình độ Phật tử chúng ta thâm nhập Phật Pháp thật là cạn. Ví dụ như Phật đi đằng trước, người ta đi ở đằng sau, người ta chửi, Phật không có dính gì hết trơn thì Ngài không có nhận. Còn mình đây ở ngoài đường có 2-3 người đứng giữa lề đường nói sầm xì có tên mình, thì mình có chịu đi không? Hay là đứng lại điều tra, đứng lại chú ý và hỏi họ vừa nói cái gì đó, nói cái gì mà có tên tôi? Vừa có tên mình là mình muốn ăn thua rồi, phải không? Còn khi xưa họ kêu tên Phật mà chửi, Ngài vẫn lặng lẽ mà đi, không màng để ý tới. Như vậy quý vị thấy cái tu và cái chưa tu nó khác nhau ở chỗ đó, phải không? Chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không đúng, cái gì sai. Cái gì không phải không đáng để ý thì mình bỏ qua. Sở dĩ chúng ta tạo thành nghiệp quan trọng vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó, cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân khẩu ý của chúng ta dù có những điều phải đếm mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính phải hiểu rằng nghiệp đúng ra là do hành động của mình, mà hành động của mình có thiệt hay không? Qua rồi nó mất, phải không? Nhưng mà riết rồi thành thói quen. Thói quen đó là chữ nghiệp. Như vậy, nghiệp chúng ta có thể chuyển được, mà cũng có thể chúng ta chuyển không được, phải không? Nếu một người biết tu mạnh dạn, biết mình từ hồi đó tới giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành nhiều, cố gắng tiến tu, thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối và mình không cố gắng làm lành, thì chắc chắn cái nghiệp ác khó mà chuyển hồi.
Thí dụ như quý vị thấy có những người lỡ nghiện rượu, mà lỡ nghiện rượu rồi bác sĩ có giải thích cái nghiện rượu như vậy hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Giả sử trong 5 người đã nghiện rượu được giải thích đó, thì 5 người đó có bỏ hết được không? Tại sao có người bỏ được, có người bỏ không được? Người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết cái tai hại lớn lao rồi, bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là có thể bỏ được. Còn có người biết cái đó có hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ nhưng mà ghiền và thèm, thèm là muốn uống lại, phải vậy không? Hoặc bạn bè rủ, muốn đi theo thì như vậy, tuy biết có muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Đó để thấy rằng nghiệp của chúng ta có thể chuyển được, mà chúng ta cũng có thể không chuyển được, tùy theo ý chí mỗi người. Giờ tôi đi xa hơn một chút, quý vị Phật tử chắc thường cũng thắc mắc chuyện này. Có nhiều thầy tu khoảng chừng vài chục năm, học hành đạo lý khá rồi thì địa nghiệp gì đó ra đời, rồi gặp quý vị Phật tử hỏi tại sao thầy đang tu mà bỏ ra đời. Nói tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi thì quý vị nghĩ làm sao? Như vậy ai có nghiệp cũng bị nó lôi hết sao? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc là không ai tu được đến nơi đến chốn, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, nghĩa là chúng ta tuy sinh ở trên trần gian này nhưng nó lại có liên hệ đến quá khứ, thì kẻ nghiệp này người nghiệp kia ai cũng có nghiệp, nhưng mà ý chí mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Còn nếu đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cộng thêm cái gì nữa? Nếu nói thật thà thì quý vị thấy nói thêm cái gì nữa thì đủ nghĩa thật thà. Nói vậy cho rõ, tại nghiệp nó lôi cộng thêm ý chí tôi yếu quá, phải vậy không? Ý chí yếu nên bị nghiệp nó lôi, chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải vậy không? Cũng như người nghiện rượu rồi, tức là cũng bị nghiệp lôi, nhưng mà ý chí họ mạnh thì họ bỏ được, ý chí yếu thì họ bỏ không được. Như vậy nói tại nghiệp thì cũng có lý, nhưng cũng cộng thêm cái ý chí yếu hay mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai hễ gặp cảnh gì không vui rồi trở ra thế gian là nói tại nghiệp hết. Cứ nói như vậy thì Phật tử họ hoảng hốt. Như vậy rồi quý thầy tu rồi trở về đời, quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, mới được tu, mà bây giờ trở ra đời mình còn tóc như vậy thì làm sao mà chuyển nghiệp nổi, phải không? Rồi cảm thấy buồn, cảm thấy như tiến không được. Nhưng mà tôi nói như vậy, quý vị đừng có khinh mất người trở về đời. Họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Khi bà tu chứng quả A-la-hán, rồi trên đường bà đi, bà gặp các cô gái 15-17 tuổi, bà rủ các cô đi tu, đi xuất gia, thọ tỳ kheo ni. Mấy cô gái thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn tham ăn, tham ngủ lắm, tu không có được. Bà nói, không sao, cứ tu đi. Rồi họ nói, lỡ tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới, đọa địa ngục rồi sao? Bà nói, không sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu tiếp, lên tu nữa. Đó, như vậy quý vị nghe cái đó, quý vị hiểu làm sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi phạm giới, phải đọa, nhưng đọa hết cái nghiệp ở dưới địa ngục thì lên, chủng tử cũ nó còn nhắc mình đi tu nữa. Chứ bây giờ chưa có, thì lỡ mình có đọa địa ngục, mình lên cũng không có cái chủng tử đó, rồi chừng nào mình tu được. Đó, thành ra dưới con mắt của bà, thì bà cũng không bi quan. Lỡ có rơi xuống địa ngục đó, tạo nghiệp ác, phải đọa, nhưng mà khi bộ đọa hết nghiệp rồi, thì mấy mươi năm tu cũ đó, chủng tử nó còn gặp cái duyên tốt, nó phát lại, thì có cơ hội họ tu. Còn người chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử, mà chưa có chủng tử thì khó mà tiến tới được.
thì như vậy mình cũng dám khinh quý vị đó đi, phải không? Bây giờ quý vị đó có rơi, có thua người ta đi, nhưng mà chủng tử còn, cũng có ngày họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết và phải mạnh dạn chuyển nó, phải không? Nghĩa là trên phương diện tu thì trước hết phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó chúng ta phải làm sao? Nếu lỡ chúng ta đã tạo nghiệp ác rồi, chúng ta phải mạnh dạn chuyển nó, chuyển cái ác thành cái thiện, đó là sức mạnh của người tu. Thì như vậy hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành, và nếu lỡ tạo nghiệp ác rồi thì phải mạnh dạn chuyển nó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa của nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đang tu ở trên cây, ông mới tìm tới hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào, ông đứng dưới hỏi: Bạch hòa thượng dạy cho tôi phương pháp tu thế nào cho gọn, ngắn mà tôi có thể tu được. Ngài Ô Sào ngồi trên ổ quạ là chỗ ở của ngài, ở trên chánh ba của cây làm giống như ổ quạ. Ở là quạ, sào là cái ổ đó. Ngài mới nói vọng xuống: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông về tu đi. Ông Lý Bạch nghe xong, ông cười và nói: Hòa thượng nói câu đó, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đem dạy tôi chi? Thiền sư Ô Sào nói: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Đó, quý vị thấy, chư ác mạt tác tức là đừng làm những điều ác, phải không? Chúng thiện phụng hành, dân làm tất cả nghiệp lành. Tự tịnh kỳ ý tức là khéo lắng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Thị chư Phật giáo, đó là lời dạy của chư Phật, đó là tu ba nghiệp thân khẩu ý, bỏ ác làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, đó là gốc của sự tu. Mà quý vị có những vị 70-80 tuổi làm được chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi. Như vậy thì quý vị cũng thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác làm lành, mà tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là cái gốc của sự tu, phải không? Mà tu được như vậy đó thì chúng ta mới thực tu. Như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta tu được như vậy đó thì ở đời này người Phật tử nào cũng dừng mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì xã hội gia đình của chúng ta có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành, không làm ác, thì gia đình đó an ổn, vui hòa, phải không? Như vậy một xóm, một làng chỉ làm lành, không làm ác, thì xóm làng đó rất vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Như vậy thành ra cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp, mà cũng là cái then chốt để tại cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, và cũng trở lại trên đường lành. Đó, như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải để dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì ta tu theo bận, rảnh thì ta tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì đem công sức ra giúp, còn giàu thì có của đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác thì cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu là cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay của một hai người nào. Mà quý vị xét kỹ trên thế gian này, nếu là người biết hướng thiện thì có người nào nói rằng tôi không muốn tu không? Không cần tu không?
Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết phải không? Trừ những người cố chấp muốn làm ác thì mới không tu mà thôi, chứ ai đã muốn hướng thiện đều là người tu hết phải không? Đó là lẽ công bằng thực tế, chứ không phải chuyện mơ màng diễn vong. Như vậy hôm nay tôi nói về nghiệp thì tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ, từ đây về sau gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả nghiệp ác và phải cố gắng làm tất cả nghiệp lành. Làm đó là làm cho mình chứ không làm cho ai. Tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui, đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, là chỉ con đường nào đưa đến khổ đau, con đường nào đưa đến an lạc. Quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, đó là đạo Phật cứu quý vị, biết nói là an lạc. Kia là đau khổ, rồi cứ đi đường khổ, rồi nói tôi tu Phật lâu quá mà không hết khổ, thì lỗi đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi, Phật vạch ra chỉ rồi, tự mình chịu, chứ Phật đâu có bắt mình phải vậy không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ, đặng đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Phật giáo, mỗi người làm chủ lấy vận mạng của chính mình. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một tiềm năng ngang nhau. Vì thế, nếu bạn thốt lên, tôi chẳng ra gì cả, đấy là một điều hoàn toàn sai. Bạn có khả năng suy nghĩ ngang hàng với tất cả mọi người khác, có thua kém ai, chỉ cần một chút nghị lực là bạn có thể thực hiện được tất cả những gì bạn muốn. Sự an bình trong tâm thức. Bất cứ ngày nào, tôi cũng đều hưởng được những lợi ích thiết thực do sự an bình trong tâm thức mang lại cho tôi. Những lợi ích ấy thật tốt cho thân xác. Thế bạn có tin được những điều tôi nói hay không? Tôi khá bận rộn, phải cán đáng nhiều trọng trách, phải vận động và thúc đẩy đủ mọi chương trình, đi lại thường xuyên, phải phát biểu liên tục. Tất cả những thứ ấy là một gánh nặng không nhỏ. Thế nhưng áp huyết của tôi không khác gì áp huyết của một đứa bé sơ sinh. Điều ấy mang lại lợi ích cho tôi và cho người khác. Tôi tin chắc như thế. Ăn uống tinh khiết, loại bỏ mọi sự thèm khát quá độ, thiền định mỗi ngày sẽ mang lại sự an bình trong tâm thức. Sự an bình đó ảnh hưởng đến thân xác. Mặc dù phải khắc phục các khó khăn trong cuộc sống, các khó khăn đó nào có tha tôi. Thế nhưng tất cả chúng ta, mỗi người đều có thể tạo được sự bình an trong tâm thức của mình. Tình thương yêu người khác. Tình thương yêu người khác là nền móng của sự tu tập. Bất cứ sự tu tập nào cũng phải hướng vào mục đích đó, tức phải gia tăng tâm từ bi đến tột đỉnh. Những câu hỏi thường xuyên: tôi là ai? Bản chất của tâm thức tôi là gì? Một tư duy nhân từ sẽ mang lại những lợi ích gì? Chúng ta không bao giờ được phép quên những câu hỏi đó. Suy tư theo đường hướng ấy giúp ta nhận thấy được tâm thức luôn tìm cách quấy nhiễu mình, và từ đó ta sẽ hiểu rằng phải tu tập để chủ động lấy chính mình. Sự lười biếng của tâm thức. Trên căn bản, tất cả chúng ta có một khả năng ngang nhau. Thế nhưng một số người biết phát triển nó, một số khác thì không. Thông thường chúng ta có tật lười biếng, không bắt tâm thức làm việc. Hơn nữa, lại còn tìm cách giấu giếm sự lười biếng đó bằng mọi thứ sinh hoạt khác. Chẳng hạn như chạy hết đầu này đến đầu kia, tính toán đủ mọi chuyện, điện thoại liên miên. Các loại sinh hoạt ấy chỉ đòi hỏi một cấp bậc vận hành thật thô thiển của tâm thức. Chúng che lấp không cho ta nhìn thấy những gì thiết yếu hơn. Tìm thấy hạnh phúc bằng sự chủ động tâm thức. Những gì mang lại hạnh phúc cho ta? Hạnh phúc đến với ta qua trung gian của tư duy. Nếu không luyện tập tâm thức và không chịu suy nghĩ, ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Nâng cao giá trị con người. Tình thương và lòng từ bi là những phẩm tính căn bản. Khi ý thức được tất cả chúng sanh đương nhiên đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc, vượt lên trên khổ đau và đạt được những ước vọng của mình,
tự nhiên một thứ cảm tính cao cả sẽ hiện lộ trong lòng mình. Lòng từ bi. Tôi cho rằng lòng từ bi là cột trụ vững chắc nhất để nhân loại tựa vào đấy. Phẩm tính tuyệt vời ấy thúc đẩy chúng ta biết yêu thương đồng loại và giúp đỡ đồng loại khi thấy họ khổ đau và khiến quên mình vì họ. Chỉ có con người mới có khả năng phát lộ được phẩm tính đó. Khi đã phát lộ được lòng từ bi, ta sẽ là người trước nhất đón nhận niềm hạnh phúc do từ bi mang lại. Sức mạnh tiền bạc. Khi giận dữ, khống chế tâm thức, ta đánh mất tiềm năng quan trọng nhất của trí thông minh con người là trí tuệ, tức khả năng giúp phân biệt cái xấu với cái tốt. Giận dữ là vấn đề khó khăn nhất mà thế giới ngày nay phải đối phó. Thực vậy, trong thời buổi này, bối cảnh chung quanh lúc nào cũng căng thẳng. Vì thế, không mấy khi chúng ta tìm thấy sự an bình. Sống trong một môi trường luôn bị chi phối bởi sức mạnh của tiền bạc thật nguy hại. Sự nghèo nàn của cuộc sống vật chất, tập trung hết trí não vào những việc vụn vặt quả thực vô ích và đáng buồn. Nếu suốt đời chỉ biết quan tâm đến các vấn đề vật chất, không có gì buồn tẻ và vô nghĩa hơn cho một kiếp người như thế. Bài học thứ nhất về yêu thương. Kinh sách Phật giáo khuyên chúng ta nên yêu thương người đồng loại, tương tự như một người mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình. Ý nghĩa câu ấy quả thực sâu sắc. Thế nhưng, người Tây Phương lại thường hiểu lầm lời khuyên đó trong Phật giáo, xem đấy như một sự bám víu. Chúng ta hiểu rằng, tình thương của người mẹ đối với con mình không mang bóng dáng của một sự bám víu nào. Hình ảnh đứa bé bố mẹ biểu hiện sự trìu mến và tượng trưng cho tình yêu thương sâu xa giữa con người. Đấy cũng là bài học đầu tiên về lòng từ bi và tình thương, không phải là những gì hời hợt bên ngoài. Chúng ta là loài sinh vật sống hợp đoàn. Chúng ta mang bản chất của sinh vật sống tập đoàn, vì thế chúng ta không thể nào sống đơn độc được. Nếu như chúng ta thực sự mang bản tính của sinh vật sống đơn độc, nhất định trên mặt đất này sẽ không có một thành phố nào hay một làng mạc nào được xây dựng. Bản năng của chúng ta là sống hợp đoàn tạo ra các tập thể xã hội. Vì thế, những ai không có một ý niệm gì về bổn phận của mình và quyền lợi chung đối với tập thể sẽ hành động trái ngược lại với bản chất con người. Sự tồn vong của nhân loại đòi hỏi sự hợp tác giữa con người dựa trên tình huynh đệ. Đối với con người hay cầm thú sống thành đoàn, biết yêu thương nhau là một điều tự nhiên. Tuổi trẻ và tuổi già. Nhờ có sự chăm sóc của cha mẹ từ thuở lọt lòng, ta mới được như ngày nay. Khi bước vào tuổi già, ta lại cần đến sự chăm sóc của người khác. Lúc thơ ấu hoặc khi già cả, ta đều cần đến những người chung quanh. Dưới hai lứa tuổi đó, ta có một khoảng thời gian tạm gọi là tự lập. Vậy trong khoảng thời gian mà ta không cần đến ai cả, thì ta cũng chẳng cần phải giúp đỡ ai cả, có đúng thế không? Tình thương phát sinh từ sự bám víu. Tình thương phát sinh từ sự bám víu rất phụ du và nông cạn. Đấy chỉ là một sự phóng tâm vào những thể dạng bên ngoài. Hãy lấy một thí dụ. Bạn gặp một người thật xinh đẹp khiến bạn yêu thích và si tình tức khắc. Thế nhưng ngày mai đây, biết đâu bạn sẽ quay ra thù ghét người ấy. Tình thương dựa vào sự bám víu không có gì vững chắc cả. Tình thương đó sớm muộn sẽ mang lại cho ta sự bực bội và nghịch ý. Lòng từ bi đích thực không có sự bám víu, phát lộ một cách tự nhiên và trọn vẹn, tương tự như lòng mẹ thương con và không mong đợi một sự hồi đáp nào. Từ bi là thứ tình thương thật mãnh liệt, khiến bùng lên niềm khát vọng ước mong tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc, tức mong cầu tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và những gì sinh ra từ khổ đau. Dục vọng và hận thù. Khi bị chi phối bởi những xúc cảm tiêu cực thật mạnh, chẳng hạn như hận thù và dục vọng, ta sẽ rơi vào một tình trạng gần như điên loạn. Khi tâm thức mất thăng bằng, ta không làm được bất cứ gì lợi ích cho riêng mình, đừng nói gì đến giúp đỡ kẻ khác. Hận thù và hung bạo. Hòa bình thế giới không thể đi đôi với hận thù và hung bạo. Trên bình diện cá nhân cũng thế, hạnh phúc không thể là bạn song hành với hung hãn.
hung hãn làm phát sinh những xung đột bất trị, hạnh phúc và lo lắng. Nhiều người gây khổ đau cho những kẻ khác chẳng qua chỉ vì không hiểu được bản chất đích thực của hạnh phúc là gì. Họ nghĩ rằng khổ đau của người khác dưới một khía cạnh nào đó là điều kiện thuận lợi mang lại hạnh phúc cho mình. Hoặc họ cũng có thể nghĩ rằng hạnh phúc của mình quan trọng hơn khổ đau mà họ tạo ra cho người khác. Trên bình diện lâu dài, gây khổ đau và chèn ép người khác khiến họ không tìm thấy an bình và hạnh phúc sẽ mang lại cho mình đầy lo lắng, sợ sệt và hoang mang. Một đứa bé gái, một con bò và các con gà. Một người bạn Ấn Độ kể cho tôi nghe về cô con gái nhỏ của anh ta như sau. Trong một dịp thiết đãi 10 người khách, cô bé bảo bố rằng cứ hạ một con bò tốt hơn là phải giết nhiều con gà hay nhiều con vật nhỏ khác. Như thế chỉ có một con thú phải chết. Theo truyền thống người Ấn không cho ăn thịt bò, thế nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng đứa bé có lý, tức là không giết con vật nào cả vì không ăn thịt bò. Nếu cần ăn thịt, có lẽ ta nên ăn các con vật thật to cho đáng. Sau đó thì biết đâu sẽ hết muốn ăn thịt, chết vì bội thực, đâu còn sống nữa mà thèm. Tương tự những gợn sóng trên mặt ao. Sinh hoạt trong thế gian này chẳng khác gì những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước ao. Gợn sóng này chưa dứt, gợn sóng khác đã sinh ra. Như thế, chúng nối tiếp nhau bất tận. Sự sinh hoạt của ta trong thế giới này tiếp diễn không bao giờ ngưng nghỉ. Nó chỉ chấm dứt khi nào cái chết xảy ra. Hiện tại ta đang sống dưới thể dạng quý giá của con người. Nếu không biết hướng phần nào cuộc sống ấy gần hơn với đạo Pháp, chẳng phải là một điều đáng tiếc hay sao? Chúng ta phải biết lợi dụng mọi cơ hội thuận tiện để tự cải thiện lấy mình. Không nên chờ đến khi có thì giờ mới nghĩ đến việc tu tập. Kẻ thù thật quý giá. Nhìn từ một góc cạnh nào đó, kẻ thù rất quý vì chính kẻ thù là người giúp ta trưởng thành. Nếu tôi còn ở Lhasa và nếu Trung Quốc không đến Tây Tạng, biết đâu tôi vẫn còn là một người hoàn toàn cô lập trên quê hương của tôi. Và biết đâu tôi đã biến thành một người thật bảo thủ, đâu được như ngày nay. Trước một thảm trạng xảy ra trong cuộc sống, ta có hai cách phản ứng: hoặc mất hết hy vọng, chán nản, say sưa, nghiện ngập, buồn khổ triền miên, hoặc bừng tỉnh, tìm thấy một nguồn nghị lực mới tiềm tàng trong ta, giúp ta hành động sáng suốt và hăng say hơn. Bản chất của tâm thức là ôn hòa, thế nhưng khi phải đối phó với khó khăn, nó có thể trở nên rất kiên quyết. Vì thế tôi vô cùng biết ơn người Trung Quốc đã tạo cho tôi dịp may này. Buồn phiền khiến con người yếu đuối trước hiện thực. Tôi chỉ là một nhà sư Phật giáo, kinh nghiệm của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Thế nhưng tôi thừa hưởng được những gì tốt đẹp mang lại từ lòng từ bi, tình thương và sự kính trọng của tôi đối với con người. Từ nhiều năm nay, tôi tập phát huy các phẩm tính ấy và nhận thấy sự tập luyện đã giúp tôi trở thành một con người luôn cảm nhận được hạnh phúc dù khó khăn nào xảy đến. Một người bị buồn phiền đè nặng sẽ trở thành một người yếu đuối khi phải đối phó với hiện thực, chấp nhận phần số của mình không có nghĩa là buông tay. Hành động. Thích thú hay đớn đau là hậu quả phát sinh từ các hành động của ta trong quá khứ. Nếu muốn giải thích ngắn gọn chữ nghiệp là gì, chỉ cần một câu ngắn gọn như sau: hành động tốt, mọi sự sẽ tốt; hành động xấu, mọi sự sẽ xấu. Sức mạnh của hối tiếc, của sự tinh khiết hóa, của quyết tâm và thiền định. Có bốn liều thuốc hóa giải các hành động tiêu cực, ấy là sức mạnh của sự hối tiếc, sức mạnh của sự tinh khiết hóa, sức mạnh của lòng quyết tâm và sức mạnh của thiền định. Tuy rằng việc sử dụng các liều thuốc hóa giải có thể tinh khiết hóa hoàn toàn các hành động tiêu cực và ngăn chặn các tiềm năng tạo nghiệp của chúng, thế nhưng không phạm vào các hành động tiêu cực vẫn tốt hơn, giống như chân bị gãy có thể chữa lành nhưng không còn cứng cáp như trước nữa. Sự hung hăng. Lắm khi hoàn cảnh đưa đẩy tạo ra bất công cho ta, hoặc xui khiến ta tham lam, hoặc khích động ta trở nên hung hăng. Bối cảnh chung quanh luôn đưa ta vào một hoàn cảnh nào đó, thường là các trường hợp ham muốn mua sắm. Tôi phải mua cho được thứ này, nếu không tôi sẽ là người chẳng ra gì. Để có thể tậu vật ấy, tôi phải kiếm thêm tiền. Muốn có tiền, tôi phải ra sức tranh giành với người khác.
từ đó sự hung hăng xuất hiện. Các thứ giá trị, đánh mất giá trị con người sẽ mang lại mọi thứ thảm họa. Không có một kho tàng nào quý giá hơn thể dạng con người. Đồng tiền kiếm ra là để phục vụ con người. Nếu bắt con người phục vụ cho tiền bạc thật quả không tốt. Nếu chỉ biết tìm cách mang lại tiện nghi vật chất bất kể đến các giá trị tinh thần và nhân phẩm, sự bực dọc, lo sợ, thất vọng và khủng hoảng tinh thần sẽ sẵn sàng chờ đợi ta. Tự cảnh giác. Đức Phật dạy rằng mỗi người phải tự làm chủ lấy chính mình. Tất cả đều do nơi tâm mình mà ra. Lời giảng ấy có nghĩa là các cảm nhận thích thú hay bực dọc phát sinh từ các hành động đạo đức hay thiếu đạo đức của mình. Những cảm nhận ấy không phát sinh từ bên ngoài mà từ bên trong của mỗi người. Lời khuyên phải biết tự cảnh giác trong giáo lý nhà Phật thật thích đáng. Nó giúp ta phân biệt và nhận định đâu là quyền lợi của mình và của người khác. Kiến tạo và phá hoại. Khi ngày trở nên dài hơn, ánh nắng nhiều hơn, các xứ lạnh rất ít nắng. Những ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa khiến mọi người vui vẻ hơn. Cây cỏ xanh tươi khiến mọi người cảm thấy vui mừng. Thế nhưng khi mùa thu đến, một chiếc lá vàng rơi, rồi lại thêm một chiếc khác rơi theo. Trước đây cây cỏ xanh tốt, bỗng nhiên hôm nay cảnh vật đổi khác và chết khô. Mọi người cảm thấy buồn bã. Tại sao? Tôi nghĩ rằng chỉ vì bản chất con người là ham muốn sự kiến tạo và e sợ sự hủy diệt. Bất cứ một hành động tàn phá nào cũng đi ngược lại bản tính con người. Kiến tạo mới đúng là hướng đi của chúng ta. Sự tàn ác. Ác độc có nghĩa là dừng lại giữa đường, quyết tâm không quay về với lòng mình vì một lý do nào đó. Ác độc cũng có nghĩa là bám víu vào những gì hời hợt bên ngoài, vào sự bực dọc và phẫn nộ. Thế nhưng sự hài hòa lúc nào cũng hiện hữu trong lòng và đôi khi ta cảm nhận được nó. Sự hài hòa ấy nằm rất sâu trong lòng mỗi người trong tất cả chúng ta. Đấy là xu hướng chung hiện hữu từ khởi thủy nơi con người. Tâm thức là món đồ chơi của ảo giác. Người ta thường nói tâm thức tự tạo ra ảo giác trong từng khoảnh khắc một. Đấy là do sự quán nhận quá phiến diện và hời hợt về thế giới này. Vậy, phải điều chỉnh lại cách cảm nhận sai lầm. Tất nhiên phải trừ ra trường hợp mà ta cố tình muốn tiếp tục duy trì sự hiện hữu của mình trong cuộc sống sai lầm. Đôi khi ta tự nhận là sự chao đảo trong lòng khiến ta mất hết định hướng. Thật vậy, không thể thiết lập được một sự tương giao mật thiết với thế giới chung quanh khi sự an bình không thể phát lộ trong tâm thức mình. Một kiếp người vô tích sự. Ta hãy tự vấn như thế này: từ trước đến nay tôi đã làm được gì tốt đẹp và hữu ích? Có khi nào tôi cố gắng tập luyện để tự chủ động và giúp mình tự tin vào tương lai hay không? Nếu ta hoàn toàn không nhìn thấy một yếu tố nào giúp ta hé thấy một tia sáng trong tương lai mờ mịt và chỉ biết ăn để sống như từ trước đến nay, thì quả thực đấy chỉ đơn giản là một cách phung phí đời mình mà thôi. Thể dạng tâm thức của ta. Thể dạng tâm thức của ta thật quan trọng. Vì thế, vị đại sư người Ấn là Adesa, mỗi khi bắt gặp bất cứ ai quen biết, thường hỏi ngay câu sau đây: thế nào, hôm nay tim anh có rộng mở hay không? Lòng tốt. Lợi điểm lớn nhất là tạo được tình thương trong lòng, nhân từ và sự nồng nhiệt trong tâm thức. Chẳng những ta sẽ cảm thấy hân hoan mà còn giúp ta chia sẻ sự hân hoan đó với những người chung quanh. Thiếu thiện chí và lòng nhân từ sẽ khiến cho sự giao hảo giữa con người với nhau, giữa các quốc gia và lục địa bị suy đồi. Những phẩm tính ấy vô cùng cần thiết để cải thiện đời sống xã hội. Đây là những giá trị đáng cho chúng ta cố gắng phát huy. Sự du khống. Ý thức được một khiếm khuyết nhỏ của mình mang lại nhiều lợi ích hơn là nhìn thấy 1000 lỗi lầm của người khác. Thay vì nói xấu và dèm pha gây ra xung đột và mọi thứ khó khăn cho cuộc sống, ta nên chọn một thái độ tinh khiết hơn. Mỗi khi ý thức được mình đang du khống một người nào đó, tức khắc nên nhét phân vào đầy miệng mình. Đây là cách tập luyện để loại bỏ tật xấu ấy. Sự giận dữ. Trong sự giao tiếp hàng ngày, nếu ăn nói đúng đắn, hợp lẽ, ta sẽ không cần đến cách biểu lộ nóng giận. Một công việc sẽ được giải quyết suôn sẻ. Khi nào lý trí không đủ sức giải quyết, giận dữ sẽ bùng lên. Theo kinh nghiệm của tôi, dù giận dữ mang lại cho ta sức mạnh để hành động,
hoặc giúp ta đối phó khi xảy ra xung đột. Thế nhưng đấy chỉ là một thứ năng lực mù quáng, rất khó kiểm soát. Năng lực là lợi điểm duy nhất của giận dữ. Thế nhưng ta vẫn có thể tìm thấy những nguồn năng lực khác mà không hề gây ra nguy hại cho người khác và cho chính mình. Giận dữ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tâm thức con người. Tâm thức bình thường của chúng ta rất yếu đuối, không đủ sức để tự kiểm soát lấy nó. Vì thế, nó không đủ sức hiểu được bản chất của hiện thực là gì. Thế nhưng sự hiểu biết ấy thật cần thiết khi muốn giải thoát cho mình và người khác khỏi mọi thứ khổ đau sinh ra từ chu kỳ sinh diệt. Vì thế phải rèn luyện tâm thức, biến nó thành một khí cụ hữu hiệu tương tự như một kính hiển vi cực mạnh để dò xét hiện thực. Cần phải biến tâm thức thành một thanh kiếm thật sắc, chặt đứt cội rễ của khổ đau. Sự tập trung. Mục đích của sự tập trung là kiểm soát tâm thức, hướng nó vào một phẩm tính đạo đức nào đó mà mình mong muốn. Một tâm thức sao lãng là một tâm thức bất lực. Vì thế, phải tập trung nó vào một chủ đề suy tư nào đó. Khi ấy, nó sẽ trở nên cường lực. Tôi và người khác. Nếu biết yêu thương mình và cả người khác, thì người khác và cả mình, mỗi người đều được hưởng một chút hay thật nhiều hạnh phúc. Nếu yêu quý mình nhiều hơn người khác, mình sẽ tạo ra những khổ đau nho nhỏ hay thật lớn cho người khác và cả cho mình. Người khác và ta đều có quyền ngang nhau trong mưu cầu đạt được hạnh phúc và loại trừ khổ đau. Thế nhưng ta chỉ có một và người khác là anh chị em ta thì đông vô số kể. Vì thế, thật hết sức sai lầm khi chỉ biết yêu thương riêng mình. Một người thừa hưởng tất cả. Nếu tôi gom góp tất cả quyền lợi cho riêng mình, quả thật không công bằng chút nào. Nếu thực hiện được đi nữa, điều đó cũng không khiến ta cảm thấy sung sướng. Nên sử dụng tài năng của mình để dốc lòng phục vụ người khác, để là một nguồn vui sướng lớn lao hơn. Lòng thương người. Nếu muốn cảm thấy thực sự quan tâm đến người khác, phải biết phát huy lòng thương người thực sự, có nghĩa là quyết tâm giúp đỡ người khác. Thế nhưng quên mình không phải là một phẩm tính tự nhiên mà có, phải tập luyện. Thí dụ như thiền định về sự kiện tất cả mọi người đều là mẹ của mình. Tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình trong quá khứ. Sống và chết tiếp nối nhau không ngưng nghỉ. Mỗi lần được mang hình hài là mỗi lần ta cần đến một người mẹ. Các chu kỳ hiện hữu vận hành từ vô tận. Vì thế, ta không thể quả quyết trỏ vào một chúng sanh để bảo rằng người này chưa bao giờ là mẹ của tôi trong quá khứ. Nếu ý thức được điều ấy một cách sâu xa, ta sẽ hiểu rằng với tư cách một người mẹ, người ấy đã từng hy sinh và chăm lo cho chúng ta như thế nào. Biết tâm niệm như thế sẽ hiện hiện trong lòng ta niềm khát vọng đền đáp những gì mà người ấy đã từng ban bố cho ta. Phép quán tưởng làm gia tăng lòng từ bi. Quán tưởng là một phương pháp tu tập rất hiệu quả. Trước hết, hãy tưởng tượng mình là một người thật công bằng đứng vào vị trí trung tâm. Sau đó, quán tưởng có một người đang đứng phía bên phải. Người này cũng chính là mình, nhưng chỉ biết tìm kiếm sự an lạc cho riêng mình, chỉ nghĩ đến mình, tìm đủ mọi cơ hội để đạt được mục đích của riêng mình và không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn. Tiếp theo, ta quán tưởng phía bên trái có một đám người thật đông đang khổ đau và cầu xin sự trợ giúp của ta. Sự mong cầu tự nhiên của con người là đạt được hạnh phúc và tránh khổ đau. Tất cả mọi người đều có quyền thực hiện điều đó. Do đó, ta hãy suy nghĩ thật khách quan và cẩn thận với tất cả sự khôn ngoan của mình để chọn cho mình một thái độ. Một người đứng ở giữa, trung lập không thiên vị, tất nhiên không muốn kết bè với người đứng bên phải, vì người này quá ích kỷ và ti tiện. Riêng đối với ta, nếu ta là một người rộng lượng, nhất định sẽ đứng về phía đám đông bên trái. Nếu ta càng đứng gần hơn với họ, sự ích kỷ trong lòng ta sẽ giảm xuống và lòng thương người càng trở nên cao hơn. Nếu tập luyện được hàng ngày phép quán tưởng trên đây, ta sẽ tìm thấy sự trợ lực rất mạnh. Lòng quyết tâm. Làm thế nào để gia tăng lòng quyết tâm của mình? Trong lĩnh vực này, kỹ thuật và tiền bạc đều vô hiệu. Ta chỉ có thể trông cậy vào sức mạnh nội tâm khi ý thức được bổn phận của mình trong việc bảo vệ giá trị và nhân phẩm con người. Sử dụng trí thông minh của mình.
Nếu biết sử dụng đúng cách trí thông minh tuyệt vời của mình, ta có thể tự hào về nó. Ngược lại, nếu sử dụng trí thông minh để tự trói mình vào sự sống này, ta sẽ đánh mất dịp may khai thác sức mạnh lớn lao của bộ não con người. Điều ấy tương tự như đem tất cả vốn liếng của mình đầu tư vào những thứ vụn vặt không mang lại một lợi ích gì. Ba cách giao tiếp của ta. Ta có thói quen phân chia con người thành ba cấp bậc: bạn hữu, kẻ thù và người bàn quan. Ta có sẵn ba thái độ đối với họ: mong muốn, ghét bỏ và vô tình. Khi nào ba thứ cảm tính đó còn tiếp tục chi phối ta, nhất định ta không thể nào phát huy được lòng thương người. Vậy hết sức quan trọng phải hóa giải sự bám víu, hận thù và vô tình. Trong ngục tù của cái tôi, dục vọng chẳng hạn như ham muốn và hận thù luôn đầy đọa và trói buộc ta. Chúng thứ khác phát hiện khi ta bị giam vào ngục tù vô cùng kiên cố, tối tăm và kín mít của cái tôi tự tại. Một cái của tôi tự nó hiện hữu, khi ta bị giam vào đấy dục vọng sẽ hiển hiện. Những gì xui khiến ta phạm vào những hành động sai trái chính là sự tối tăm dày đặc phát sinh từ những ý nghĩ cho rằng cái hiện tượng, nhất là cái tôi, tự nó hiện hữu một cách thực sự. Thực sự chúng ta luôn bị cuốn trôi bởi bốn dòng nước cực kỳ hung hãn, đó là sự sinh, già nua, bệnh tật và cái chết. Trong dòng nước luôn biến động đó hiện hiện ra sự sinh, già nua, bệnh tật và cái chết, không có cái tôi tự tại nào cả. Cái tôi sinh ra từ tưởng tượng. Giữa hiện thực và phương cách hiển hiện của mọi vật thể có một sự khác biệt vô cùng lớn lao. Sử dụng phương pháp phân tích không thể xác định được sự hiện hữu minh bạch của các hiện tượng. Vì thế, có thể bảo rằng các hiện tượng tự chúng không hiện hữu. Nếu tự chúng hiện hữu, thì các hiện tượng không kết nối chằng chịt với nhau như trên thực tế. Nếu bảo rằng sự hiện hữu của các đối tượng quan sát lệ thuộc vào sự diễn đạt của tri thức chủ quan, thì cũng là một cách xác nhận các đối tượng chỉ đơn giản hiện hữu bằng tên gọi. Hãy thử áp dụng sự suy luận đó vào trường hợp của chính mình sẽ thấy, tức là cách quan sát cái tôi của chính mình. Ta hình dung ra cái tôi hiện hữu trong các giới hạn quy định bởi một thân xác và một tâm thức. Thế nhưng nếu phân tích hai cơ sở, tức thân xác và tâm thức, trong đó ta cảm nhận được cái tôi, ta sẽ không tìm thấy nó trong đó. Khi ấy, ta sẽ hiểu rằng cái tôi chỉ hiện hữu dựa vào sự tưởng tượng và các khái niệm. Sự ích kỷ. Khi chỉ biết thương yêu chính mình, ta sẽ cảm thấy chẳng có gì quan trọng hơn chính mình. Dù cho sự ích kỷ khiến ta tự xem mình quan trọng hơn hết, ta cũng chỉ đại diện cho một người. Dù cố tình xem tất cả mọi người đều nhỏ nhoi, họ vẫn đại diện cho một con số vô cùng lớn lao. Một sự ích kỷ khôn ngoan. Dù sự ích kỷ là một sự kiện tự nhiên đi nữa, thế nhưng nó sẽ trở thành một sự ích kỷ khôn ngoan khi nó biết loại bỏ tâm thức hẹp hòi và tất cả mọi sinh hoạt nhắm vào lợi ích của riêng mình. Đâu có ai gạt bỏ hạnh phúc, đâu có ai lựa chọn sự ngu đần, đâu có ai chấp nhận sự thua thiệt. Nếu bạn nhất quyết chọn sự ích kỷ, thì nên chọn sự ích kỷ khôn ngoan, không nên chọn sự ích kỷ phi lý. Câu trên đây hơi lắt léo. Ích kỷ hẹp hòi tức là gạt bỏ hạnh phúc, chọn lựa sự ngu đần, chấp nhận sự thua thiệt. Sự ích kỷ ấy chỉ mang lại khổ đau. Trái lại, sự ích kỷ khôn ngoan là biết nghĩ đến người khác, từ đó sẽ phát sinh hạnh phúc, ích kỷ cho riêng mình. Hạnh phúc của ta nhờ vào người khác mà có. Các thứ phẩm tính đều phát sinh từ những hành động hướng vào sự an vui của người khác. Bất thỏa mãn, hoang mang và khổ đau là hậu quả của sự ích kỷ. Biết thương người và kính trọng mọi người, nhất định ta sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc đó phát sinh từ cách cư xử của mình như là một thứ hậu quả thật tự nhiên. Phải hiểu rằng, thái độ chỉ biết có mình là nguồn gốc sinh ra mọi thứ khổ đau. Chăm lo cho người khác là nguồn gốc mang lại tất cả mọi thứ hạnh phúc. Cái ngã. Theo tôi có hai cái ngã khác nhau. Một liên quan đến cảm tính thật mạnh về chính mình. Cái ngã ấy rất quá khích, đó là một sự lạc hướng làm phát sinh mọi thứ khó khăn. Cái ngã thứ hai liên quan đến một cảm tính năng động thuộc vào loại như tôi có thể làm được việc ấy, tôi muốn làm việc ấy, tôi phải nhận trách nhiệm đó. Loại cảm tính ấy rất cần thiết,
nó tượng trưng cho sự quyết tâm và lòng can đảm của con người. Đánh mất nó sẽ mang lại sự chán nản, nghi ngờ và thù hận chính mình. Khía cạnh tích cực và khía cạnh tiêu cực của cái ngã. Lòng mong muốn có thể mang tính cách tiêu cực hay tích cực. Nếu tôi mong muốn đạt được sự tốt đẹp cho riêng tôi, chẳng hạn như mong muốn được khỏe mạnh khi bị ốm đau hay mong muốn có một bát cơm khi đói, các sự mong muốn ấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sự ích kỷ cũng thế, cũng có thể tiêu cực hay tích cực. Thói thường khi bám chặt vào cái tôi thường mang lại thất vọng và tạo ra sự xung đột đối với những cái ngã khác, vì những cái ngã khác cũng cố chấp như cái ngã của chính mình. Cái tôi quá mạnh đưa đến những hành động bốc đồng và những đòi hỏi quá đáng. Ảo giác về cái tôi trường tồn tạo ra một mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, cuối cùng có thể đưa đến cảnh giết nhau như ta thường thấy. Ích kỷ quá đáng có thể đưa đến những hành động tai hại không kiểm soát được. Hậu quả phát sinh từ ích kỷ thường rất tai hại. Thế nhưng, trên một khía cạnh khác, một cái ngã cương quyết tự tin có thể là một yếu tố tích cực. Thiếu cảm tính mạnh mẽ về cái tôi có nghĩa là khả năng, sức tháo giác và sự vững tin nơi mình không ai có thể đảm trách được những trách vụ lớn lao. Cần phải có một sự tự tin vững mạnh nơi cái ngã của mình. Tôi tin chắc điều đó. Nếu người mẹ không có hai cánh tay, làm sao có thể cứu con mình bị rơi xuống một dòng sông? Giáo dục. Tôi hoàn toàn tin tưởng nguồn gốc mang lại hạnh phúc và sự an bình cho con người phát sinh từ lòng từ bi và tình thương yêu. Sự giận dữ và hận thù chỉ mang lại các thứ xúc cảm bấn loạn và dao động trong tâm thần. Vì thế, tôi nghĩ rằng giáo dục hết sức cần thiết. Sự giáo dục trẻ em khi mới chập chững ảnh hưởng rất mạnh trong suốt cuộc đời sau này của chúng. Điều ấy làm tôi rất kinh ngạc. Trước hết phải lo miếng ăn đầy đủ cho đứa bé, đó là những gì thuộc lĩnh vực vật chất. Sau đó, đứa bé còn cần đến tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ. Thiếu tình thương và sự chăm sóc, đứa bé sẽ không phát triển được. Các khảo cứu khoa học cho biết như thế. Nói chung, khoa học chứng minh cho thấy tình thương đóng vai trò thật quan trọng. Trước đây không mấy ai để ý đến các chuyện ấy. Một số người có thể nghĩ rằng đấy toàn là những câu chuyện tầm phào. Tôi đủ sức tự xoay sở, chẳng cần phải ý thức gì cả. Ý thức về tầm quan trọng của yêu thương trong việc giáo dục trẻ thơ. Thế nhưng ngày nay, thực tế cho thấy thái độ ấy hoàn toàn sai. Muốn thành công phải tự tin. Muốn thành công cần nhất phải tự tin, tức là phải can đảm. Tự tin nơi mình có nghĩa là đủ sức thực hiện một mình, không cần đến sự giúp đỡ của người khác hay phải trông cậy vào người khác. Thiếu tự tin không thể thực hiện được một điều gì cụ thể. Phát huy lòng can đảm và nghị lực rất cần thiết để biến những gì trước kia có vẻ vô cùng khó khăn và phức tạp trở nên đơn giản và dễ dàng. Sự thèm muốn. Đối tượng của thèm muốn là sự chiếm giữ của cải của người khác. Ảo giác có thể là nguyên nhân làm phát sinh một trong ba thứ nọc độc. Khái niệm tam độc trong giáo lý Phật giáo: tham lam, sân hận và si mê. Thèm muốn là nọc độc thứ nhất. Ngoài ra còn có thêm năm yếu tố khác ghép vào đấy: sự bám víu cực mạnh vào của cải người khác, ham muốn được giàu có, ham muốn tước đoạt những gì thuộc sở hữu của người khác, ham muốn dơ vét của cải người khác để làm của riêng, và sau hết, không muốn xảy ra những hậu quả tệ hại phát sinh từ sự thèm muốn ấy. Sự thua thiệt và thắng lợi. Một người nào đó vì ganh tị hay ác cảm đối xử với ta thật tàn tệ, lăng nhục ta không tiếc lời, có thể đi đến chỗ đánh đập ta. Thế nhưng, thay vì ăn miếng trả miếng, ta chịu thua thiệt và cứ để cho người khác giành lấy thắng lợi. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hiếm hoi, nếu giải pháp đó không mang lại kết quả, khi đó ta mới đối phó cương quyết hơn. Thế nhưng lúc nào cũng phải giữ lòng từ bi rộng mở, không một thoáng hận thù. Những người bạn đích thực và giả hiệu, có nhiều cách hình dung tình bạn hữu. Lắm khi ta nghĩ rằng phải có uy quyền và tiền bạc mới có bạn bè. Thật ra không đúng như vậy. Khi còn của cải ta còn bạn bè, khi xa cơ họ sẽ bỏ ta nhanh chóng.
những người bạn như thế không phải là những người bạn đích thực. Đấy chỉ là những người bạn vì tiền bạc và quyền lực. Nếu muốn có những người bạn đích thực, ta phải tạo ra một môi trường thân thiện, phát lộ một sự triều mến thành thực. Sự hồi đáp sẽ đúng với sự mong ước của ta. Tất cả chúng ta đều cần có bạn yêu thương và chăm lo cho người khác sẽ mang lại bạn bè. Thật là một điều quá ư dễ hiểu. Chiếc áo không làm được thầy tu. Nhiều người khoe mình mang đầy trí lực của người tu hành. Họ tìm đủ mọi cách để chứng minh điều đó. Chẳng hạn, bằng quần áo trên người hoặc bằng cách sinh sống lập dị nào đó cách biệt với xã hội. Những người như thế không đúng đắn. Trong tập sách trình bày các phương pháp tập luyện tâm thức có một câu như sau: hãy biến cải nội tâm của mình, cái vẻ bên ngoài ra sao thì cứ để nguyên như thế. Sự mong ước có hai thứ mong ước: mong ước diễn vong dựa vào ảo giác, đấy là một thứ mong ước không mảy may liên hệ đến hiện thực; mong ước dựa vào lý trí và sự hiểu biết về một cái gì đó có thực, mong ước phát sinh từ dục vọng mang lại vô số khó khăn; mong ước dựa vào lý trí mang lại sự giải thoát và thể dạng hiểu biết toàn năng. Sự thèm khát dục tính. Thèm khát dục tính có nghĩa là mong muốn sự thèm khát được thỏa mãn bằng cách chiếm hữu người khác. Nói chung, đấy là một tác động tâm thần phát sinh từ một thứ xúc cảm nào đó. Ta tưởng tượng người đối tác thuộc quyền sở hữu của mình. Dưới tác động của thèm khát nhục dục, tất cả đều hiện ra rất êm ái và mọi sự đều có vẻ tốt đẹp, không có một chướng ngại nào cả, cũng không có gì cần phải dè dặt. Đối tượng của sự thèm khát tỏ ra thật hoàn hảo, xứng đáng để ca ngợi. Khi sự thèm khát chấm dứt vì đã được thỏa mãn hoặc thời gian làm cho nó suy giảm, ta sẽ không còn nhìn người đối tác giống như trước nữa. Các thể dạng bên ngoài của đối tượng trước đây thực xứng đáng cho ta thèm khát dục đổi thay. Sự biến đổi đó đôi khi xảy ra rất nhanh chóng. Một số người tự thú nhận rất ngạc nhiên về hiện tượng ấy. Các xúc cảm lúc ban đầu tan biến rất nhanh, nhường chỗ cho sự nghi kỵ. Người này khám phá ra bản chất đích thực của người kia mà trước đây sự thèm khát che lấp khiến họ không nhìn thấy. Đấy là nguyên nhân đưa đến cãi giả và hận thù khiến vô số các cuộc hôn nhân phải tan rã. Giảm bớt sự thèm khát, dù có đạp được cả thế gian này dưới chân ta vẫn chưa vừa ý. Không bao giờ có thể thỏa mãn được tham vọng. Vì càng tìm cách thỏa mãn tham vọng, các thứ chướng ngại khó khăn và khổ đau càng hiện ra nhiều hơn. Chẳng những không thỏa mãn được tham vọng quá lớn mà còn gây ra thêm khổ đau. Ta hãy tưởng tượng mình là người thật giàu có, thực phẩm chứa đầy trong kho. Thế nhưng ta chỉ có một cái miệng và một bao tử. Ta không thể cho vào bao tử nhiều hơn sức nuốt của một người. Nếu ta cố gắng nhét vào miệng gấp đôi sức nuốt của một người, ta sẽ chết ngay. Tốt hơn ngay từ đầu nên tự giới hạn và bằng lòng với những gì mình có. Sức mạnh của sự thư giãn. Không nên coi thường sức mạnh của sự thư giãn. Sau khi cố gắng làm một việc gì đó, ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Vậy cần phải nghỉ ngơi để tìm sự thư giãn và hồi phục sức lực trước khi bắt tay trở lại. Nếu không, sự suy nhược thể xác sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Bố thí. Tốt hơn hết, không nên tích lũy của cải, không nên say mê gom góp tiền bạc để làm giàu thêm. Của cải là một chướng ngại, ngăn chặn việc phát động lòng rộng rãi, tức là một trong số 6 điều hoàn thiện, còn gọi là lục độ hay lục ba la mật. Hạnh thứ nhất của lục độ là bố thí. Nếu ta cảm thấy tha thiết với một thứ gì đó, hãy nghĩ ngay đến tính cách vô nghĩa của các giá trị vật chất và bản chất vô thường của sự hiện hữu của chính mình. Sớm hay muộn, ta cũng phải xa lìa những sở hữu của ta. Không nên nằm xuống với sự bần tiện. Tốt hơn, tránh nó bằng cách bố thí ngay từ bây giờ. Những ai quán nhận được tính cách hảo quyền của sự gom góp và bố thí với tấm lòng thiết tha, mong cầu giúp đỡ người khác, ấy là những người Bồ Tát. Pháp thí. Việc pháp thí đòi hỏi người thuyết giảng phải tìm hiểu người nghe, xem sức hấp thụ của họ đến đâu. Họ có thể rút tỉa được những gì mà ta nghĩ rằng sẽ mang lại cho họ. Nếu không thì việc pháp thí
chẳng những không ích lợi gì mà còn có hại là đằng khác, vì có thể làm cho người nghe mất hết tin tưởng nơi đạo pháp. Sự thất bại trong cuộc sống, sự thất bại bắt nguồn từ những ý nghĩ như thế này: tôi thật vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì. Trong trường hợp như thế phải cương quyết nói lên tôi làm được việc ấy. Thế nhưng không được kiêu ngạo, cố tránh những thứ xúc cảm bấn loạn, phải cố gắng mang lại cho mình một nghị lực vững chắc. Tuy nhiên, muốn làm gì cũng phải có thời gian. Thất bại lắm khi chỉ vì lúc đầu quá hăng say, lăn xả vào công việc, cố gắng tối đa. Thế nhưng tình trạng ấy dễ sinh ra thối chí và bỏ cuộc nửa chừng. Sự cố gắng, người ta thường ví sự cố gắng với một dòng sông, nước chảy liên tục và đều đặn. Nếu sức cố gắng bền bỉ và không hề nản chí, ta sẽ thành công. Sức cố gắng là dấu hiệu báo trước những hành động tích cực, giúp ta chống lại sự thối chí và chán nản khi gặp khó khăn. Ta phải giữ sức cố gắng thật kiên trì, không có gì lay chuyển được, kể cả phải tái sinh vào cõi địa ngục 1000 năm để thực hiện những lời nguyện của mình, dù chỉ để giúp đỡ một chúng sinh duy nhất. Sử dụng năng lực. Trong sự khăng khít giữa hai người, tình yêu và sự bám víu hòa lẫn với nhau. Vì thế thật khó biết trong tình trạng đó mỗi người cảm nhận sự tốt đẹp như thế nào. Khi tâm thức của một người bị chi phối bởi dục vọng, và dù người này không phải là một người yếu đuối đi nữa, sự bất an trong tâm thức cũng không cho phép người ấy ý thức được tính cách phù du hay vô thường của các biến cố tâm thần. Có nghĩa là yêu thương, kháng kích hay oán giận, tất cả không bền vững. Thông thường, bám víu, yêu thương hay thù ghét khi bùng lên đều làm phát sinh ra nhiều năng lực. Nhiệm vụ của ta không phải chỉ biết tránh né các cạm bẫy đang dâng ra, mà quan trọng hơn là phải khai thác năng lực bao quanh các cạm bẫy đó. Kẻ thù, người thầy quý giá nhất của ta là kẻ thù của ta. Đấy là một lời giáo huấn quan trọng của giáo lý. Điều đó có thể chứng minh bằng các kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống. Thật vậy, bạn hữu có thể giúp đỡ ta bằng trăm vạn cách. Thế nhưng chỉ có kẻ thù mới đủ sức tạo ra những thách đố, đòi hỏi ta nếu muốn đương đầu phải phát triển sự can trường, sức mạnh nội tâm, phải can đảm, quyết tâm, nhẫn nhục, phá quy lòng từ bi và tha thứ. Đấy là những phẩm tính đạo đức thiết yếu nhất, giúp ta kiến tạo bản ngã của mình, mang lại hạnh phúc và sự an bình trong tâm thức. Kẻ thù là ai? Kẻ thù là ai? Chính mình. Đấy là vô minh của tôi, sự bám víu của tôi, dục vọng của tôi, hận thù của tôi. Đấy là những kẻ thù đích thực. Người khác là kẻ thù à? Hãy cẩn thận, kẻ thù của ngày hôm nay biết đâu sẽ là người bạn tốt nhất của ta vào ngày mai. Trước khi kẻ thù trở thành một người bạn, ít ra ta cũng có thể học được rất nhiều từ người ấy ngay trong lúc này. Dán và mũi. Dán và mũi à? Đấy chỉ là một thứ kẻ thù trong chốc lát. Một vài con mũi cho ve chung quanh tôi, còn thứ nhất đậu vào cánh tay. Tôi cứ mặc cho nó hút tí máu, vài phút sau nó hả dạ và bay đi. Sau đó các con khác kéo đến 2, 3, 4. Cứ như thế, sự bực bội của tôi tăng dần. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Người khác. Từ quá khứ vô tận, mỗi chúng sinh trên dòng hiện hữu đều liên hệ đến sự hiện hữu của ta trong quá khứ. Sự liên hệ đó có thể tương tự như sự liên hệ hiện nay giữa mẹ ta và ta. Phải ý thức được sự kiện ấy, nắm vững được sự thật ấy, dần dần ta sẽ cảm nhận được tất cả chúng sinh đều là bạn hữu của ta. Sức mạnh của sự thử thách, tôi vẫn luôn nói lên điều này. Không nên quên là những giai đoạn cực khổ nhất trong sự hiện hữu là những giai đoạn phong phú nhất trong cuộc đời của mình, cả trên hai khía cạnh hiểu biết và kinh nghiệm. Vì đấy là những dịp may giúp cho ta trưởng thành trên phương diện tinh thần. Sau khi ra thoát những giai đoạn đó, ta trở nên chín chắn hơn. Cuộc sống vàng son làm cho ta yếu đuối. Trong các giai đoạn nguy khốn, ta bắt buộc phải phát huy
các nguồn năng lực nội tâm mà trước đây ta không ngờ tới. Chúng mang lại cho ta sức mạnh đối đầu với thử thách, nhưng không để ta bị tràn ngập bởi xúc cảm đủ loại, nóng giận và sự phán đoán. Phải tập chịu đựng sự khổ nhọc mà người khác tạo ra cho mình. Nóng giận và hận thù không đánh thức được những gì tốt đẹp trong lòng người khác, mà chỉ tàn phá mọi khả năng phán đoán của mình, xúi dục mình trả thù. Nếu chỉ quen ăn miếng trả miếng, khi gặp một chút khổ đau, dù thật nhỏ nhoi, ta cũng không đủ sức chịu đựng. Các phản ứng tiêu cực của ta sẽ tiếp tục tác động trong lâu dài. Khi bị người khác đánh đập, ta cảm thấy sự đau đớn phát sinh từ cấp vết thương và cả trong tâm thức. Nếu không nghĩ đến thân xác, ta không cảm nhận được đớn đau. Thế nhưng khi nóng giận nổi lên, thân xác không tránh khỏi sự thiệt thòi. Đạo đức. Biết giữ gìn đạo đức là một thể dạng tâm thức không tạo ra những cảnh huống có thể gây ra nguy hại cho người khác. Phát huy được quyết tâm không làm bất cứ gì thiệt hại cho người khác, tức là thành công trong việc giữ gìn kỷ cương đạo đức. Sức mạnh nội tâm. Sức mạnh nội tâm rất cần thiết cho việc phát huy trí tuệ. Không phát triển được sức mạnh nội tâm, ta sẽ không hội đủ can đảm và mất hết sự tự tin. Thiếu những yếu tố căn bản đó, ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nếu hội đủ nghị lực, ta có thể thực hiện những gì trên nguyên tắc không thể thực hiện. Cần phải biết giữ khoảng cách. Suy nghiệm trở lại một quan điểm xưa đôi khi cũng có lợi. Vừa thừa hưởng được những kinh nghiệm sẵn có, vừa mang lại cho ta một sự chỉ đạo và một khoảng cách để đắn đo. Sự hỗn loạn của bối cảnh hiện tại thường làm cho ta lạc hướng. Đối với thế giới này, càng nhìn gần hơn, ta càng không thấy gì cả. Tốt hơn mỗi ngày, trước khi đến gần hơn, ta nên khởi sự từ những điểm thật xa. Hy vọng, cầu xin và hành động. Thành thực mà nói, dù vẫn thường xuyên cầu nguyện, thế nhưng tôi không hề tin vào những lời cầu nguyện đơn thuần. Hành động quan trọng hơn những lời cầu khẩn, hy vọng chẳng ích lợi gì cả, ngoại trừ trường hợp được kèm thêm một vài hành động cụ thể nào đó. Bất cứ một tác động cụ thể nào cũng được tạo ra từ hành động, nhưng không thể xuất phát từ hy vọng. Con người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và muôn thú là con người biết hành động vì lợi ích chung cho một số thật đông người khác. Ngay một con thú đôi khi cũng biết rối rít lo lắng cho nó và đồng loại. Điểm đặc thù của con người là biết hy sinh cho người khác. Đấy là những gì cao cả thuộc về bản tính của con người. Sự hào phóng. Hào phóng rộng rãi là phẩm tính thứ nhất trong 6 điều hoàn thiện, lục ba la mật. Đó là bố thí, đạo đức, kiên nhẫn, cố gắng, tập trung tâm thức và trí tuệ. Chúng sinh là cả một kho tàng, không nên có thái độ vô tình với chúng sinh. Đấy là cả một kho tàng giúp ta thực hiện các mục đích tạm thời và tối hậu của ta. Nên hình dung mỗi chúng sinh như một đối tượng duy nhất đối với tình thương yêu của ta. Chúng sinh quý giá hơn chính mình, bởi vì ngay từ bước đầu trên đường tu tập, ta phải cần đến họ để phát lộ lòng khát vọng thương người, đưa đến sự giác ngộ tối thượng. Vô ơn, ta đối xử thật tốt và giúp đỡ một người nào đó. Đúng ra họ phải biết ơn ta, thế nhưng họ lại đối xử với ta thật tàn tệ. Tất nhiên đấy là điều đáng buồn. Tuy nhiên phép tu tập về lòng vị tha bắt buộc ta phải đối xử với người ấy tốt hơn nữa và biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của ta đối với người ấy. Sự dũng cảm. Dũng cảm là một phẩm tính quý giá, không những cần thiết cho người tu tập mà bất cứ ai cũng nên có. Có một câu tục ngữ vô cùng thực tế như sau: khi nghị lực có, phương tiện có, khó khăn làm gia tăng thêm nghị lực. Niềm hân hoan. Phải tập phát huy niềm hân hoan, phải thực hiện phép tu tập về 6 điều hoàn thiện trong sự hân hoan. Niềm vui sướng và say mê trong lòng phải được bộc lộ ra ngoài một cách thật tự nhiên, giống như sự vui thích của trẻ thơ khi chơi đùa. Hôn nhân. Thú thật, tôi chẳng có ý kiến gì nhiều để khuyên bảo về chuyện này. Theo thiện ý của tôi, làm tình là một chuyện tốt.
Thế nhưng việc cưới hỏi cho nên vội vã, phải suy nghĩ cẩn thận, phải tin chắc là mình đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định chọn giải pháp cuối cùng, ít ra là cho kiếp sống hiện tại này. Được như thế, hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc là thêm một bước đưa ta đến gần hơn với một thế giới hạnh phúc, thiền định. Tâm thức ta luôn bị phân tán và thu hút bởi những biến động bên ngoài. Sự phân tán đó làm giảm đi rất nhiều sức mạnh của tâm thức. Dòng chảy của tư duy tương tự như một dòng sông. Dòng nước tràn ra khắp hướng tùy thuộc vào địa thế trên mặt đất. Thế nhưng, khi được khơi dòng và gom lại, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng vô cùng mãnh liệt. Sự tinh khiết nguyên thủy của tâm thức. Nếu ta khuấy động nước trong ao, bùn sẽ làm cho nước đục ngầu. Thế nhưng, bản chất của nước không hề bị ô uế. Chỉ cần để yên, bùn sẽ lắng xuống đáy và nước lại trở nên tinh khiết như trước. Vậy làm thế nào để trả lại cho tâm thức sự tinh khiết nguyên thủy của nó? Làm thế nào để loại bỏ các yếu tố làm ô nhiễm tâm thức? Ta không thể loại bỏ các yếu tố ấy bằng cách khắc phục bối cảnh bên ngoài. Cũng không thể phó mặc chúng. Ta phải sử dụng các phương thuốc do thiền định mang lại để hóa giải chúng. Nếu ta có thể tập luyện mỗi ngày một chút, hướng vào một đối tượng nào đó bên trong tâm thức, ta sẽ gặt hái được kết quả hữu ích. Sự vận hành của quá trình tạo dựng các khái niệm diễn tiến trong tâm thức dựa vào những gì tốt đẹp hoặc xấu xa sẽ dần dần lắng xuống. Đấy là những giây phút nghỉ ngơi giúp ta đứng ra bên ngoài các khái niệm. Những giây phút đó sẽ mang lại cho ta sự thảnh thơi. Sự kiêu ngạo. Nếu biết sống một cách khiêm tốn, ta sẽ nhận thấy mình ngày càng mang nhiều phẩm tính hơn. Ngược lại, nếu chỉ biết sống trong sự kiêu ngạo, nhất định ta sẽ ganh tị với người khác, luôn kiếm chuyện gây sự và khinh miệt những người xung quanh. Đấy là nguyên nhân mang lại sự bất hạnh cho xã hội. Quá khứ. Khi sự bất hạnh đã xảy ra rồi, tốt nhất đừng lo lắng quá độ, vì đấy chỉ là cách làm cho tình thế trầm trọng thêm. Không nên tự buộc mình vào những gì đã qua rồi, tránh không làm cho chúng trở nên nặng nề và gay gắt hơn. Nên bỏ hẳn quá khứ và những thứ phiền muộn do nó gây ra. Hãy tự đặt mình vào hiện tại và cảnh giác không để cho những thứ khổ đau như trước đây tái diễn ngay trong phút hiện tại này và cả trong tương lai. Dục vọng. Dục vọng làm biến dạng hiện thực bằng cách phủ lên trên nó các khái niệm mang tính cách xấu xa hay tốt đẹp đã được thổi phồng thêm. Phương pháp giúp loại bỏ cách nhìn sai lầm ấy là cố tránh các phản ứng tiêu cực do nó tạo ra bằng cách quán nhận được bản thể tối hậu của mọi hiện tượng và khám phá ra không có bất cứ thứ gì tự nó hiện hữu một cách nội tại. Sự tinh khiết. Như tôi thường nói, không thể tìm thấy Phật tính bên ngoài, do đó các yếu tố cần thiết để phát lộ Phật tính cũng nằm bên trong chúng ta. Hạt giống của sự tinh khiết và bản thể của Như Lai ẩn nấp rất sâu trong lòng chúng ta và đang chờ được hiển lộ trọn vẹn để trở thành Phật tính. Sự kính trọng, lịch sự tế nhị khéo léo là những phẩm tính đáng quý. Thế nhưng, chúng vẫn là những gì bên ngoài và hời hợt. Một tâm thức cởi mở, trực tiếp và chân thật mới thực sự giúp sự giao tiếp giữa chúng ta trở nên sâu xa hơn. Những phẩm tính trong tim thật cần thiết cho sự giao tiếp giữa con người với nhau. Ngày nay, sự tương giao bị phân hóa và mất đi ít nhiều nhân tính. Thực trạng đó mang lại sự bất tôn kính con người, khiến con người trở thành chiếc bánh xe của một guồng máy khổng lồ. Trí tuệ. Thiếu sự điều khiển của trí tuệ, tất cả sáu sự hoàn thiện là bố thí, đạo đức, nhẫn nhục, cố gắng và tập trung tâm thức sẽ giống như một đám quân thiếu gì chỉ huy. Trí tuệ thật vô cùng quan trọng, sức mạnh của nó cộng thêm một số khả năng khác sẽ hoàn toàn đủ sức giúp ta phá tan được tác động của ảo giác. Trí tuệ nhận định minh bạch được bản chất đích thật của mọi hiện tượng, đấy là yếu tố tiên quyết mang lại sự giác ngộ. Dù quyết tâm phát động lòng từ bi và tình thương yêu chúng sinh,
Thế nhưng nhờ trí tuệ, ta không cảm thấy phát hiện bất cứ một tham vọng nào hay một sự bám víu nào. Ta không rơi vào hai thái cực của khái niệm triết học về sự vĩnh hằng và hư vô. Lòng từ bi và tình thương trong lòng ta là những gì rất thực, không phải là hư vô. Thế nhưng trí tuệ nhắc cho ta biết bản chất của chúng chỉ là tánh không, cho nên vinh vào đấy, bám víu vào đấy để chờ đợi kết quả là một sự vĩnh hằng. Những ý tưởng mặc cảm, muốn vượt lên trên các cảm tính yếm thế, phải nghĩ ngay đến chư Phật trong quá khứ từng nhờ vào sức mạnh của nghị lực để đạt được giác ngộ. Trước khi thành Phật, họ chỉ là những người bình dị như chúng ta. Thế nhưng nhờ trì trí trong việc tu tập đạo pháp nên họ đã đạt được mục đích tối thượng. Chủ động các biến cố là chìa khóa của hạnh phúc. Người tu tập Phật pháp phải biết giữ tâm thức thăng bằng, không để cho các ý nghĩ đối nghịch làm dao động và trồi sụp bất thường. Đấy là những gì thật quan trọng. Người tu tập có thể cảm thấy hân hoan hay khổ nhục, thế nhưng phải giữ cho vừa, phải không được quá lố. Sự nghiêm túc tạo ra thể dạng thăng bằng, nhờ đó tim ta và tâm thức ta trở nên cường lực và kiên quyết hơn, giúp ta ít bị chao đảo hơn trước các biến cố bên ngoài. Trong nơi sâu thẳm của mỗi con người đều có một chút trí tuệ nào đó trợ lực giúp con người đối phó với những biến cố tiêu cực bên ngoài. Dù bị các biến cố bủa vây, ta cũng không bị hoang mang và lúng túng. Vì thế, dù là một thứ gì đó thật tốt đẹp hiện ra, ta vẫn đủ khả năng chủ động kiềm chế bớt tác động do nó gây ra. Chủ động được ảnh hưởng của các biến cố là chìa khóa mang lại hạnh phúc. Xứ Tây Tạng có một câu tục ngữ như sau: nếu ta không kìm hãm được sự vui mừng, nước mắt sẽ trào ra. Điều đó cho thấy bản chất tương đối của những cảm nhận về sự hân hoan và cả sự đau đớn. Vui mừng ta cũng khóc, đau đớn ta cũng khóc. Điều đó cho thấy tâm ta thức bị tác động quá đáng và dễ dàng bởi những biến cố bên ngoài. Nọc độc của sự sống. Nếu ta không biết khai thác những gì thiết thực từ sự hiện hữu quý giá này, tức thể dạng con người, mà chỉ biết phung phí nó, tình trạng đó cũng tương tự như ta cầm một bát thuốc độc để uống và hoàn toàn ý thức được các hậu quả sẽ xảy ra. Ta buồn khổ vì bị mất tiền, thế nhưng lại hoàn toàn không hối tiếc một mảy may nào khi lãng phí những giây phút quý báu trong cuộc sống của mình. Đấy là một sự sai lầm lớn lao. Phẩm hạnh của sự nhẫn nhục. Trong cuộc sống thường nhật thường xảy ra những cảnh huống buồn phiền nhiều hơn là những phút giây hạnh phúc. Nếu ta đủ kiên nhẫn, tức là sẵn sàng chấp nhận tất cả khổ đau về phần mình, dù không đủ sức chịu đựng tất cả khổ đau thân xác đi nữa, nhưng ta sẽ không đánh mất sự sáng suốt trong sự phán đoán. Chúng ta luôn phải nhớ rằng, trước một tình thế mà ta không thể làm biến đổi khác hơn được, thì dù có cố gắng làm gì đi nữa cũng vô ích. Nếu nó có thể biến đổi được, thì lo âu làm gì, chỉ cần làm cho nó biến đổi. Phương pháp chống lại sự sợ hãi. Một trong những phương pháp chống lại sự sợ hãi sâu kín trong lòng mình là phải quán xét xem những thứ ấy là hậu quả của những hành động sai trái nào của mình trong quá khứ. Sau đó, nên suy xét xem sự sợ hãi ấy do đâu mà ra. Đấy là những nỗi khổ đau trong tâm thức hay chỉ là sự đau đớn, chẳng hạn như bệnh tật trên thân xác. Hãy nhận định cẩn thận và tìm xem có giải pháp nào hay không. Nếu có thì sợ sệt làm gì? Nếu không có giải pháp nào cả thì lại càng không nên lo sợ vô ích. Hoặc ta cũng có thể sử dụng một phương pháp khác bằng cách tìm xem ai đang sợ, quan sát xem bản chất của cái tôi là gì, cái tôi ấy đang ở đâu. Nếu thốt lên đây là tôi, vậy bản chất của cái tôi ấy là gì? Biết suy nghĩ như thế sẽ giúp ta bớt đi sự sợ hãi. Những xúc cảm bấn loạn. Có một câu tục ngữ Tây Tạng như sau: chưa bao giờ nên nghĩ rằng vẫn chẳng sao, vì ý nghĩ ấy rất nguy hiểm. Khi một xúc cảm bấn loạn phát sinh thì phải sử dụng ngay liều thuốc hóa giải tương xứng để chặn đứng nó. Đấy là điều thật quan trọng. Thí dụ, sự thèm muốn kích động ta,
ta phải bắt tâm thức suy nghĩ để tìm cách loại bỏ ngay dục vọng ấy. Nếu đấy là sự giận dữ, thì phải nghĩ ngay đến yêu thương. Nếu không thành công, hãy đi ra ngoài tản bộ một vòng rồi về, hoặc tập trung tâm thức vào hơi thở. Sự đơn sơ. Đơn sơ là một yếu tố cần thiết mang lại hạnh phúc, ít ham muốn và thấy những gì mình có là đủ. Đấy là những gì vô cùng quan trọng. Con đường trung đạo, sự chừng mực phải áp dụng cho cả miếng ăn, bao tử, không thể thỏa mãn sự tham ăn của ta. Ăn quá nhiều khiến nó bị bệnh, ăn quá ít nó cũng không chịu đựng được. Phải hình dung sự quá đáng trên cả hai khía cạnh. Quá bảo thủ không tốt, quá cấp tiến cũng tai hại. Hãy nhìn vào con đường trung đạo trong giáo lý, nên giữ một vị thế trung dung. Sự thật, theo nguyên tắc ta phải nói lên sự thật, thế nhưng cũng có những trường hợp sự thật có thể mang lại tai họa. Vì thế, nếu nói lên sự thật có thể làm thương tổn người khác mà không mang lại một lợi ích gì, tốt hơn trong trường hợp đó nên giữ yên lặng. Thí dụ, khoảng 100 người thợ săn hỏi một nhà sư có thấy con thú chạy ngang đấy hay không. Thật sự nhà sư có thấy con vật chạy ngang. Vậy trong trường hợp đó, nhà sư phải trả lời như thế nào? Với tư cách một người tu hành, nhà sư không thể nói dối. Thế nhưng, nếu nói thật, các người thợ săn sẽ tìm thấy con thú và giết nó. Trong cảnh huống đó, tốt hơn không nên nói lên sự thật. Sự rộng lượng hay sự tha thứ? Phẩm tính căn bản nhất trong các lời giáo huấn về đạo đức là tránh không đáp lại mọi sự công kích. Đương nhiên, từ bi và tha thứ cũng chỉ là ngữ tự. Đã là ngữ tự thì chúng chẳng có một sức mạnh nào cả. Thông thường, hành động đầu tiên của ta là đối phó, tìm cách phản ứng lại. Đôi khi đấy là một sự trả thù. Từ đấy, những khổ đau khác sẽ phát sinh thêm. Vì thế, Phật giáo luôn khuyên nhủ, phải làm cho hạ xuống. Vậy ta cứ thử làm một lần xem sao. Thiền định giúp phát sinh sự tha thứ và lòng trọng lượng trong ta. Phát huy được lòng trọng lượng sẽ tạo được nhiều lợi ích. Sự rộng lượng và tha thứ của ta sẽ làm tấm gương cho những người xung quanh. Sự làm việc, kiếm tiền để sinh sống là một sự cần thiết, thế nhưng đấy không phải là một cứu cánh. Sự nghiêm túc. Khi một chiến sĩ đánh rơi thanh kiếm, phản ứng của người này là nhặt ngay lên, không một chút do dự. Cũng tương tự như thế, trong lúc tu tập phát động sự cố gắng, ta phải thường xuyên cảnh giác, không được rơi vào vòng ảnh hưởng của các thể dạng tâm thức tiêu cực. Sự cảnh giác của ta có thể so sánh với sự cảnh giác của một người đặt một ly sữa thật đầy trên đầu. Nếu để cho sữa trào ra ngoài một giọt sẽ bị tử hình. Quyết tâm thực hiện cho đến thành công. Làm thân con người có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong chúng ta hàm chứa vô số khả năng, sự quyết tâm, lòng can đảm, sự tự tin nơi mình. Đấy là những yếu tố cực mạnh mang lại thành công. Thiếu những đức tính đó, công việc của ta dù dễ dàng cách mấy cũng thất bại. Với lòng can đảm, sự nghiêm túc và chuyên cần, ta sẽ thực hiện được những gì vượt khỏi sức tưởng tượng. Vì thế, người ta thường gọi đấy là cách biến những gì không tưởng trở thành sự thật. Giúp đỡ người khác. Giúp một người cũng là giúp. Ta có thể trở thành người hữu dụng khi tham gia vào các lĩnh vực giáo dục hay y tế chẳng hạn. Thế nhưng, ta cũng có thể hành nghề trong các xí nghiệp hay cơ xưởng. Có vô số phương cách giúp đỡ người khác. Làm việc vì đồng lương có thể không phải là cách giúp đỡ trực tiếp xã hội. Thế nhưng công việc của ta cũng góp phần mang lại lợi ích cho mọi người. Vì thế, cần phải làm việc với sự hăng say và tự nhủ. Tôi làm những việc này với mục đích giúp đỡ người khác. Đương nhiên, nếu bạn chế tạo súng ống và đạn dược thì chuyện đó lại khác. Cầm viên đạn trong tay mà luôn tâm nguyện trong đầu, tôi làm viên đạn này để mang lại sự tốt lành cho người khác. Suy nghĩ như thế thật không còn gì để phê bình thêm nữa. Đạo đức giả là như thế. Câu khuyên nhủ thật ý nhị. Hãy nhìn vào những lời tuyên bố của các vị nguyên thủ của các quốc gia sản xuất và buôn bán khí giới.
cuộc đời hối hả. Nên ý thức rằng, bất chấp những gì ta thu góp được trong sự hiện hữu này, kể cả gia tài hàng tỷ, khi chết, ta cũng không mang theo được một xu nào. Đấy là sự nguy hiểm của việc đầu tư trọn vẹn cuộc sống của mình vào các sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên không phải vì thế mà quay lưng lại với đời sống vật chất và dồn hết thì giờ chăm lo cho sự tái sinh của mình trong tương lai. Ta chỉ cần hy sinh một nửa thời gian và một nửa sinh lực của mình vào các chuyện thường tình và sử dụng một nửa còn lại vào việc trau dồi nội tâm. Đạo đức nghìn năm phục vụ cho người thế tục. Tôi tin chắc rằng sự góp sức của tất cả chúng ta có thể giúp hình thành một đường hướng tâm linh hiện đại. Khái niệm tân tiến đó nhất định phải được hình thành như là một thứ tôn giáo, trong mục đích tạo ra một bối cảnh thuận lợi để tất cả những ai có thiện chí đều có thể tham gia. Đấy là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, tượng trưng cho một con đường tâm linh thế tục. Để quảng bá khái niệm đó, chúng ta có thể nhờ sự giúp sức của các nhà khoa học. Khái niệm đó giúp chúng ta tìm thấy những gì mà chúng ta hằng mong ước. Đấy là một nền đạo đức lâu đời. Tôi đoán chắc như thế. Đấy là những gì có thể kiến tạo một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị một tôn giáo mới dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm đạo đức ngàn năm. Đấy là những gì kết hợp được tất cả mọi người.